đừng, đừng mà, đừng mà. Ơi, đừng tát tôi nữa. Tôi tát ông hồi nào ông nội? Ủa cái mặt sao vậy? Trời ơi, tôi bị tát sưng mặt rồi. Cái gì mà sưng mặt đến em? Trời ơi, ngang ngược hàng ngẫm cái gì trong này, nhảy ra. Trời ơi, chua trời quá. Trời đất ơi, mình ơi, tôi kêu mình cắt trái chanh ra làm nước cho khách. Khách ngồi nãy giờ uống hết ly nước chanh tôi làm mà ông còn ngậm cái chanh này làm sao? Trời ơi, bây giờ tôi vừa mới có một cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ luôn á. Cái gì? Tôi mơ thấy tôi là người trên thiên đình. Cái gì? Thiệt. Trời ơi. Thánh thần đó. Cốt tiên rồi mơ thấy vậy. Biết thấy gì không? Thấy gì? Tôi thấy tôi là một ông táo. Nói gì đó. Nó nghe này, ông táo có vợ không? Có chứ sao không có. Vợ ông táo là ai vậy? Vợ của ông táo là ai? Là đây nè. Mình ơi, mình thương em cả trong giấc mơ luôn á. Trong giấc mơ, mình cũng là vợ của tôi táo bà đó. Trời đất ơi, hai vợ chồng mình danh vọng quá. Còn hoàng thưởng cái gì, thưởng cái gì? Thưởng cái gì đâu mà thưởng. Tôi thấy tôi bị phạt tán vô mặt 231 cái luôn. Thôi được rồi, được rồi. Kể tới đây thấy vui rồi. Sao vậy? 231 cái đúng không? Ừ. Là tại vì ban ngày ông đọc báo, ông nhiễm cái vụ mà hả cô giáo đánh học sinh 231 cái đúng không? Chắc vậy quá. Ủa nào mà nằm mơ có thấy Ngọc Hoàng được không? Nằm mơ thấy Ngọc Hoàng chứ sao trời không ơi. Mà cái mặt quen lắm luôn nha. Giống cái ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó. Trời ơi, đẹp trai vậy. Ồ. Đã vậy còn thấy có nét hào hào giống cha tổ trưởng xóm mình. Hèn ngang luôn á, tự nhiên giống Đàm Vĩnh Hưng ta phơi phới vậy, giống ông tổ trưởng là sao? Ai mà biết đâu, mệt mơ quá. Thấy. Nãy nghe hai vợ chồng nói lóng thoáng ông nghe, nằm mơ thấy nguyên sớm mình trên thiên đình đúng không? Ừ đúng rồi. Ê, ông thấy tôi làm gì trên đó không? Làm chồng của vợ tôi. Ủa là sao, là làm gì? Là ông táo giống tôi luôn nè. Vậy là tôi với bà có lương duyên tiền định đó, hay là ngày mai á bà ly dị chồng bà để tôi bà làm đám cưới nghe bà Như? Ê làm ê, đám ê, liền. Ê ê hả? Bớt bớt. Sao vậy? Vô duyên tự nhiên vợ anh ta rồi xuống anh ta ly dị chồng rồi về kết thân với ông. Ê mà nằm mơ vậy là giấc mơ trưa đó. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi qua những niềm xanh thầm, kia giấc mơ chưa bao giờ em về. Tào lao nhớ bán cái lực. Đừng mà tới đấy. Đừng, cái gì vậy? Để tôi phụ đỡ phụ lên chứ. Tao đang phụ đỡ cái gì? Trời cứ để đi. Gì? Cứ để đi mà trời ơi. Không có cần phải cất vô. Gì vậy? Bành ra cho tôi. Gì vậy trời? Bành ra đó. Ủa bành gì ra vậy? Rồi lấy cái máy chụp hình đi. Trời, tôi hãy chụp tôi đếm 3 tiếng là tôi úp mặt xuống là tôi cứ chụp nha. Rồi rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thôi được rồi. Tóc tao xúc sổ tùm lum nước chụp lên hoài. Rồi bây giờ lụm vô tôi đi. Gì? Bây giờ lụm đó. Giờ đỡ tôi lên. Thôi nãy tôi đỡ rồi không cho mà. Ở đây đỡ cho nè. Bây giờ đỡ. Trời sao cái gì mà khó quá vậy? Sổ đỏ, sổ hồng của sổ tôi hồng đó. Sổ hồng mà mang theo chi rớt đầy đường không biết nè. Trời ơi thiệt tình. Ở đâu đó để vô đâu cho tôi đàng hoàng nha. Sao mà tự nhiên chị đi bình thường cũng được vậy? Chị đi ỉn chi té cho sắp mặt văng đồ tùm lum vậy? Cái sắp mặt đó đó bây giờ là người ta nói là phone star đó. Gì? Trời là cái gì? Trời ơi là cái không gì có mà? Biết làm ơn bớt nói là giùm tôi cái đi. Cái đó là giới trẻ giờ nó hay chụp hình kiểu đó đó, nó kêu là falling star. Cái kiểu như là mấy ngôi sao hiểu không? Đúng đi rồi. Dự sự kiện này kia cầm đó. Cái vỏ quẩy điệu cái này là té một cái là văng đồ hiệu ra ngoài đó. Vậy đó. Trời ơi phe phàng quá. Gì khoe, giàu phải khoe chứ sao cưng. Đồ chị trên người chị là đồ hiệu không hả? Trời đất ơi nè, coi chị diễn tả sơ sơ thôi nha. Chiếc nhẫn của chị đang đeo nè. Ừ sáng quá ha. Một dây đặc biệt của chị, 100 tỷ. Trời ơi. Lấy chanh, lấy chanh con ơi. Trời đất ơi, tôi dặn nha. Tới đây làm ơn đừng có nói chuyện tiền bạc. Ba tôi mà nghe tiền nhiều là ổng bị... ổng bị giật kinh phong á. Còn chưa nữa nè, cái áo này nè. Áo này sao? Áo da gì vậy chị? Này áo da rắn. Tôi phải nhờ 18 người đó đi giết dế, đi giết gián, đi giết rít, chuồn chuồn mới ra được cái áo răng này. Kỳ vậy? Kỳ vậy? Ủa? Áo da rắn, da trăng mà tự nhiên đi giết dế, giết rít, rắn trong là gì? Thì tôi nói cái gì kệ tôi, miễn nó giá trị trên người. Giá trị là nhiều. Cái giá trị nó là 50 tỷ. Trời ơi. Anh nói rồi cứ để tôi dắt
tranh hoài, khoe từ lép bao tử bây giờ. Ơi, mình ơi, mình cái gì vậy? Em nghe tiền nhiều, em đếm hết đầu ngón tay ngón chân cũng không hết tiền bà. Đó nè, còn nói cho mà nghe nè, cái bóp hiệu hơi mệt nè. Hơi mệt hả? Nghe cái tên thấy mệt rồi. Ờ. Chắc mắc lắm. 75 tỷ. Trời ơi, 35 ghế rồi. Trời đất ơi. Gì mà giàu dữ vậy trời, ông đó không xỉu phải rồi. Trời, tôi đang nói về quần áo vàng dòng của tôi thôi, chứ tôi còn chưa có nói về sắc đẹp mà tôi sửa hết trong người tôi. Cả phản nói là nói chung là cũng phải 100 triệu tỷ. Thôi tôi bịt tay lại. Mình ơi, bây giờ nhìn lại bộ đồ em coi, mua 80 ngàn hồi giao thừa năm kia mà tới bữa nay mặc còn thấy mới, còn không dám dùng. Còn anh đây nè, 75 ngàn nguyên một bộ từ trên xuống dưới luôn đó. Tuổi thân của mình ơi. Trời ơi, có gì đâu tuổi. Mình cũng bận đồ bình thường, mình đi ra đường thôi chứ không phải mình ở chuồng đâu tuổi. Khi nào mà mình có nhiều tiền nha, mà mình bận đồ mà mình không biết bận cái gì, bận tào lao bác xế. Trong 12 con giáp không giống con nào giống con 13 nó mới nhục. Kêu em gì vậy mình? Ủa tao đâu nói gì bà đâu. 13 đó là tôi đó. Con giáp thứ 13 là bà hả? Ừ. Chị 13 đây sao? Ủa chị 13 cho em hỏi thăm, sao chị giàu dữ vậy? Sao trời giàu ơi, dữ chị? Đương nhiên giàu nó cũng phải có nguyên nhân của giàu chứ. Đâu phải muốn tự nhiên mà giàu được cưng. Muốn biết cái nguyên nhân tại sao chị giàu đúng không? Dạ. Để chị kể cho mà nghe nè. Ủi niềm quá. Thấy bà có vẻ bà nghẹn ngào lắm. Chắc có nỗi khổ riêng á. Đúng rồi. Kể đi chị, kể đi chị. Sao chị? Trời ơi. Ôi, bi kịch. Bà đang khóc đó. Kể đi chị. Chị sống trong một gia đình giàu có. Ủa gì vậy bà nói? Giàu có mà có giờ kể giọng buồn. Bà nói mà sập sàn luôn đó. Bà sẽ xạo không mà. Giàu có mắc gì bà buồn. Tôi diễn tâm trạng cho người ta thương. Trời ơi. Cho nhạc đi. Rồi bỗng dưng một ngày nọ, tôi quyết định tôi bỏ nhà tôi đi. Trời ơi. Rồi nhưng tôi đi rồi tôi quay lại, tôi mới suy nghĩ, chắc phải xin tiền ông bà. Tôi xin ba má tôi một số vốn để tôi mở 100 xe nước mía. Ông bà cũng cho. Từ đó tôi lấy những cái vốn của nước mía mà tôi sinh sống, mà tôi giàu có như vậy đó. Biết lý do tại sao không? Sao vậy? Sao? Tôi trốn thuế. Trời ơi. Giải tán, Kể một câu chuyện không có một cái bài học bổ ích gì cho cuộc đời này trơn á. Bà giàu là do bà buôn bán kinh doanh và trốn thuế hết. Câu chuyện buồn mà tôi không rơi được một giọt nước mắt luôn á. Nãy giờ tôi rống lâu ta lên tôi nghe mà tôi tưởng tôi học được cái gì đó bí quyết. Ở vậy không được cái gì ở tàu lao. Tao giàu tụi bay hỏi tại sao tao giàu, tao kể tới tụi bay chửi tao. Khát nước quá cho miếng nước là đá uống đi. Ba, hôm nay ăn học sao rồi? Trời ơi, ba học chữ giỏi lắm con. Mà thấy chữ học nó cũng dễ muốn chết rồi. Biết vậy lúc còn nhỏ ba học cho rồi, hiểu không? Trời đất ơi, học mà dễ hả? Dễ là tính ra là ba sáng dạ có năng khiếu á. Chứ gì nữa. Đâu, ba thử rồi ba. Trả bài con coi. Trời ơi, tôi mà đọc bài một cái là mấy người sợ tôi liền. Nhẽo đều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bỉ cùng, mà tuy rằng khác giọng nhưng chung một vàng. Bình thường ta gọi ông là ông mù chữ. Vậy mà bữa nay ông biết đọc rồi hả? Biết đọc lại coi. Bà tôi biết đọc rồi. Gì vậy? Trời. Tự nhiên chữ giờ kỳ vậy? Cô giáo dạy sao tôi đọc vậy đó? Thử coi. Đây nè, tôi đọc cho mấy người nghe, mấy người sợ tôi liền. Bầu ơi thương lấy bỉ cùng, tuy rằng hồng này không biết đọc. Bên này mới là chữ mà. Bên này là chữ nè. Cái này bùa chứ chữ gì vẽ ngoằn ngoằn có biết gì đâu. Chữ. Không có phải, cái này mới chữ nè. Bầu ơi thương lấy bỉ hồng này không biết đọc. Trời ơi. Nè, thử kiểu đó ông làm tới sáng luôn đó. Mình ơi. Mà sao kỳ cục vậy trời? Ha, bây giờ toàn là tròn vuông tam giác này không đó hả? Rồi lỡ ai vô trong tiệm mình cái nói cho một ly tam giác em biết bán gì trời. Trời ơi. Chết rồi. Ủa vậy là giờ mai mốt là bài hát người ta hát, ví dụ người ta hát. Tròn vuông vuông meo meo. Tròn vuông vuông meo meo vuông. Vuông meo vuông tròn meo vuông. Tròn vuông tròn meo meo. Tròn vuông meo vuông. Meo vuông vuông tròn meo vuông. Hình thang. Ủa là hát về cái gì?
có cảm giác giống như mình học toán hình học vậy đó. Không, cái này là cô giáo dạ tôi thiệt. Cô giáo ơi, cô giáo. Cô giáo. À, chào chào mọi người. Trời ơi, có cô mọi giáo người đây rồi. Đang nói gì mà tụ họp vui quá vậy? Nè cô giáo. Tụ học nè. Nè, tôi học cái lớp học bổ túc của cô giáo là cô giáo dạy tôi giờ học chữ là cái này đúng không? Dạ đúng rồi, cái này hôm qua con mới dạy bác mà. Tay chưa cô giáo dạy. Không lẽ bây giờ tụi tôi phải đi học lại hết từ đầu sao? Không có, mọi người hiểu lầm rồi. Cái này là cái cách giáo dục mới thí điểm thử nghiệm thôi à. Đây là cái bài học đầu tiên nè, khi mà học sinh chưa có học mặt chữ đó thì từng cái ô vuông tròn tam giác này nè là từng cái âm tiết được tách ra cho học sinh dễ hiểu. Rồi bài học thứ hai mình sẽ được dạy mặt chữ, cho nên là mọi người đừng có hoang mang. Là thí điểm. Dạ là vậy. Thí điểm sao lôi cha con ra thí trước vậy cô? Mọi người ơi. Dạ. Sao cô? Từ đây chúng ta rút ra được một bài học nhân văn. Hãy nhìn nhận và nghiên cứu vấn đề thật là kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán xét. Hay quá. Hay quá. Cái chuyện đời thường mà cô kể y như chuyện cổ tích vậy đó. Cũng là cô giáo nhìn đâu cũng thấy được bài học nhân văn ha. Đúng rồi. Rồi. Thôi mệt quá đi, tới giờ tôi làm việc nè. Gì nữa? Làm gì vậy? Tách ra đi. Ủa Vinh, em xin lỗi Vinh. Gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Bà dặm hư đền đó trời ơi. Muốn treo phải không? Ủa ghi gì vậy? Gì trạm thu giá. Là sao? Thì trạm thu giá đó. Giá là cái gì không hiểu gì trơn á. Tự nhiên giá, ví dụ người ta đóng 100, 200 hay là 20 ngàn đúng không mình? À... tự nhiên thu giá, giá là sao? Giá là giá sao, không lẽ lấy đồ giá xe? Vinh giá em luôn đi. Giá em hả? Trời ơi. Thương ông Vinh dễ sợ vậy đó. Ê còn tôi là tôi hiểu giá đây là cây giá đó nha. Bà muốn lấy giá trụng hay giá sống? Nè chị, muốn ăn cháo á thì chị lấy giá sống mới ngon. Còn nếu ăn phở á, mình lấy giá trụng nghe chị. Trời ơi, hèn chi cô giáo của giá. Giá là sao giờ bà nói bà thu phí đúng không? Ờ, thì tao phải thu đó. Thu phí gì? Tao nói ở đây đóng bao nhiêu tiền rồi chưa bao giờ thấy trùng tu lại gì trơn á. Tao nói cơ sở hạ tầng có cái gì đâu mà thu hoài vậy. Mà bây giờ bà tìm khắp cái xóm rồi đi, một cái bình chữa cháy cũng không có nữa chứ đừng có nói. Chính thì... xác. Thì cái nào cháy thì tao mua. Trời ơi. Rồi chưa kể tới cái ổ gà, ổ voi, ổ chó tùm lum ngoài đường. Người ta đi, người ta dấp vô đó rồi té sấp mặt rồi sao? Thì khi nào té hả hay? Trời ơi, đây nè, chưa hết đâu nghe. Mỗi lần mà mưa xuống một cái là nghẹt cống. Không biết giải quyết cái đường cống rảnh sao mà nước nó ngập lên lên láng như là sông vậy đó. Nè, tôi chưa những học chữ, tôi còn phải học bơi. Cô giáo dạy bơi cho tôi luôn. Trời ơi, thiệt á, đúng là tôi bây giờ không phải mỗi cái mà tôi giải thích cho mọi người. Bà kể một cái câu chuyện sinh động tới mức mà ba buồn ngủ luôn á. Ôi nó ra giải tán đi. Ôi, nghe giải tán tào lao. Kể bà đi cho bà nằm cho nó mát. Không phải đâu, cho bà đi về đi bà ơi. Tôi quyết định rồi, bà nói chuyện tào lao lắm. Tôi quyết định không đóng. Ai theo phe tôi giơ tay lên. Thôi, bây giờ muốn nói gì nói, nhưng mà tôi thu thì tôi cứ thu. Mọi người ơi, từ cái câu chuyện này nè, mình lại rút ra được một bài học nhân văn. Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại chẳng hề hấn chi. Trời ơi, thiệt sao vậy? Thiệt á, không có tin là cô giáo luôn á. Cô giáo vô dạy chữ đi cô giáo. Dạ. Đừng nói, đừng phát biểu gì. Bớt nói thơ văn nha cô giáo. Trời ơi, cháy! Cháy rồi, cháy rồi, trời ơi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, 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 cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, cháy rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy gì đâu? Không chạy đi, gõ chuông. Tao xuyên mọi người mày nè. Đứa nào gõ kẽn tượng trái không à? Coi coi đứa nào mà gõ kẽn dữ vậy? Mở ra đi. Tao qua tới nhà đó tao... Em... Vinh kỳ quá à. Sao mà gõ kẽn dữ vậy? Thì đó, thì có chuyện, có công, có chuyện mới gõ kẽn như bình thường, gõ hơn chi? Chuyện gì? Thì tôi đã sáng chế xong chiếc xe. Tôi sẽ cho mọi người nổ cái mắt ra mà thấy cái sáng chế khủng khiếp đây của tôi. Đây nè, coi nè, coi Vinh tôi nè. Ôi, hay quá vậy. Cái đồ đâu xe đâu? Bằng cái... Xe tôi. Ê, ê, đẹp mày, đẹp mày. Đẹp không? Đẹp nha, tao nhìn tao suy nghĩ lại nha. Vinh ơi, mở cửa cho em vô bấm đi.
Trời ơi, hay hay quá. Xe này có bán không cưng? Trời, chú không lẽ sáng chế để ăn. Bán. Vinh cứ móc họng em hoài à. Vinh, em nói nghe nè, nếu mà bán thì Vinh lấy tiền cao cao đi, đặng em không có đủ tiền em trả cái em bù cái thân này nè. Vậy anh mới bán rẻ đó, đòi khỏi để lấy thân em. Thôi nè, còn nhiêu lấy hết đi, là, trọng đó. Được hả? Ừ. Thôi, mấy cái sổ hồng đó, rồi vàng vòng đồ tiền trọng á, vậy Vinh bấm đi cho em đi. Nè nè nè, bà chạy đó, đi nè. Tạm biệt. Bà chạy mà cái tay bà dựng máy bay được nè. Quên lấy. Rồi, ai về nhà nấy đi, dọn cái bàn đó cho tôi uống nước coi. Nãy Vũ có ly nước cũng không xong luôn vậy hà. Làm ghế dẹp đâu hết rồi trời à. Mày điên hả? Bây giờ tao bắn mày chết hả? Tao không biết mày có chế thêm hay là ráp thêm bất kỳ một cái xe nào nữa, nhưng mà dân làng ở đây cần phải đi làm kiếm tiền. Tao cần phải học chữ lên kinh thành. Ứng thế mày mắc cái mớ gì đánh kẹn hoài vậy mày? Trời ơi, tôi có đánh kẹn đâu. Ai đánh? Ôi. Trời ơi, ông tổ trưởng quýnh kẹn hả? Ôi, hết hồn mất vía. Nè, tôi quýnh kẹn là có lý do. Lý do gì? Tôi muốn thông báo cho cả cái khu phố này biết. Có hai cái chuyện hết sức là quan trọng. Trời ơi, nhưng mà chuyện gì mới quan trọng nè? Ông tổ trưởng. Chuyện thứ nhất á, tôi mới lên một cái kế hoạch rất là hay. Kế hoạch gì? Kế hoạch gì? Đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện. Trời ơi, tổ trưởng, cái vụ này tôi chịu nghe. Cái vụ mà làm từ thiện này kia, nhân ái, nhân văn, nhân nghĩa này nọ, tôi ủng hộ hết mình luôn. Hay quá. Hay quá. Mình đi thăm ai không? Thăm ai không? Thì thăm ba cái tụi nó mới ma túy với bóng cười sắm chết từng rồi nha. Cái gì? Trời đất ơi, có bị điên không vậy? Trời ơi. Gì vậy? Thiếu gì người không đi thăm, mắc gì đi thăm tụi nó. Tụi nó tự chơi, tụi nó tự chịu, mắc gì thăm chi. Trời ơi. Vấn đề là nó còn sống, mình phải mừng mà mới đi thăm nó. Trời còn ơi, tính đi phong bì nữa cả. Tại tụi nó là chơi ma tí, hiểu không? Bây giờ mình đưa phong bì cho nó, rồi tưởng là ủng hộ nó. Nó chơi thêm là chết luôn đó. Vậy là cái ý tưởng này của tôi nó quá tệ rồi. Tào lao. Cái đúng tiền rồi. Đó đó, ông để dành ông đi thăm những người nghèo, người neo đơn này kia, còn coi được. Còn cái chuyện thứ hai là cái gì? Đây, thứ hai quan trọng vô cùng, nguyên cái khu dân cư của mình nè. Sao? Đang rơi vào một tầm ngắm. Trang sĩ có sao không? Hãy đưa cái vật này cho vợ tôi. Ê, ông không có vợ tôi đeo nha. Ôi, trời ơi, con chết rồi, có sao không? Trang sĩ, ơi, hy sinh rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tôi nói tầm ngắm ở đây là tầm ngắm của một tập đoàn đầu tư nước ngoài. Trời ơi, ông trưởng nói không rõ. Đây nè, người ta sẽ tới đây coi cái khu của mình như thế nào. Người ta đổ tiền ở đây, nó biến chỗ này thành hiện đại, thành cao tầng hết trơn luôn. Quá được. Vậy ông tổ trưởng, vậy là giờ mình từ dân quê thành dân thành phố hả ông tổ trưởng? Chính xác, hay quá. Mọi người ơi, sao cô? Từ đây chúng ta lại rút ra được một bài học. Cuộc đời luôn cho ta những cơ hội mới, cho nên đừng bao giờ than trách điều gì cả. Hay quá, đúng là cô giáo ha. Trời ơi, cô giáo cũng hay. Mà bà con, nghe tôi dặn nè. Sao? Chút xíu người ta tới đây, người ta coi cái khu vực của mình, thì làm ơn tạo ra một cái không khí, một cái môi trường thân thiện, thân thiện gần gũi. Làm sao? Có giận sao? Hơn cũng phải cười, có ghét cũng phải cười, vui vẻ. Không, ơi, tôi có ý kiến nha. Cái gì không? Tự nhiên giờ người lạ vô trong cái xóm của mình, cái gặp ai cũng cười hết trơn á trời. Rồi người ta không biết, ta tưởng mình bị điên rồi, người ta không đầu tư rồi sao? Nói chung là tôi đang cần một cái không khí rất là thân thiện, gần gũi, coi như là chan hòa, yêu thương nhau để người ta đổ tiền vô đây. Hiểu rồi. Nhớ chưa? Hiểu rồi. Nhớ phải cười nghe không? Rồi người ta đi về, mấy người muốn làm gì thì làm. Rồi, biết rồi. Ê, giờ mình dọn dẹp cho sạch sẽ khu vực của mình cái đi. Dọn đi, dọn đi. Ai tới vậy? Gì vậy? Ai tới vậy? Cẩn thận. Trời ơi, cái thằng taxi kia mà chạy xe gì kỳ cục vậy mày? Chạy
cứu gì. Xô này bẻ mày. Xuống đây. Xuống cái luôn đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó đụng vô cái đuôi xe tôi được kìa. Trời đất ơi, chạy kỳ vậy cậu ơi. Xin cho phép em hỏi, chiếc xe bên kia của ai vậy? Cái xe đó là của tôi đây nè. Của chồng tôi đó. Chạy xe gì kỳ cục vậy? Cầu hôn tôi hả? Lời đó đầu tiên, xin cho em gửi một lời xin lỗi và một lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất đến anh Bảy. Hai, là thật quá, là thật quá, là thật. Xin lỗi anh Bảy. Do bà khách của em đang rất là có chuyện gấp và em phải nghe theo lời khách cho nên em hơi vội vã một chút xíu. Cũng may là em thắng kịp, đâu có đụng trúng xe anh đâu ạ. Trong cái khu vực này của tôi chỉ có một mình tôi được đậu xe chỗ đó thôi. Cậu là ai? Ai tới đây hả mà xem một chút là đụng trúng cái xe tôi rồi? Nếu như anh đã hỏi thì em cũng xin phép được trả lời. Vâng, xin tiện giới thiệu với tất cả mọi người, tôi chính là taxi công nghệ. Taxi công nghệ là gì vậy? Taxi công nghệ chính là khách hàng chỉ cần lên điện thoại của mình đặt một cái điểm đến là biết ngay giá tiền, biết luôn thông tin của tài xế, biết luôn tên ba má của tài xế, vợ một, vợ hai, ghệ một, ghệ hai, đầy đủ hình ảnh, vô cùng yên tâm. Tao không chưa? Cần biết cái chuyện đó. Thì ra mày là cái thằng taxi kiểu mới cái gì đó hả? Như vậy. Mày là cái thằng mà cạnh tranh với tụi này đúng chưa? Em đâu cạnh tranh gì hả? Tao là dân taxi lái xe bao nhiêu năm nay nè ha. Mà bởi vì nó đó, bởi vì nó mà coi như là tôi muốn thất nghiệp này. Đừng có cản tôi, cản tôi phải quánh nó. Mày chưa đây mày làm cái gì? Mày chưa đây mà giành địa bàn tao đúng chưa? Hả? Đừng ai cản hết. Đừng ai cản. Tao cho mày biết nha. Đừng. Nè, đừng có chơi khôn ăn nè. Đừng có chơi khôn ăn nè. Mình thôi. Vậy cuối cùng mình muốn cái gì? Muốn kiện nó chứ cái gì? Kiện sao? Tôi kiện nó bởi vì nó làm thất thoát tài sản tiền bạc cơm gạo của tôi. Giờ kiện ta được nhiêu tiền? 48 tỷ. Ở đâu ra con số ngang ngược 48 tỷ vậy? Đó. Đâu không? Không biết luôn á. Tự nhiên con số 48 tỷ đâu nó phọt ra trong đầu tôi vậy đó. Ông tổ trưởng không coi kìa. Bảy bạ đúng không? Anh trai nhà mình có vấn đề hả? Vấn đề gì? Hả? Nãy giờ bây giờ phải trả tiền cho tôi. Nãy giờ em không hiểu luôn tiền anh sao? Anh làm vậy là tự nhiên anh đi kiện em, chẳng khác nào anh kéo xã hội này thụt lùi về. Gì? Thế hệ cũ anh đi kiện cái thế hệ mới, chẳng khác nào giống như bây giờ anh kêu mấy người xài đèn cày đi kiện mấy người xài đèn pin vậy. Nè nè nè, ăn nói ngang ngược có được hả? Hả? Mọi người phải hiểu là xã hội càng ngày càng tân tiến, mình phải bước theo cái bước nhảy đó của xã hội đúng không? Mọi người thấy tôi nói hợp lý không nè? Hợp lý. Là tôi ít học mà nhưng mà tôi sao anh hỏi mọi người ủng hộ với tôi. Tôi qua bên này. Con theo qua. Qua đi con. Nó phải phát triển đúng không mọi người? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy người đúng là có mới nới cũ thấy trăng quên đèn nha. Ít ra là ha, tôi vẫn còn một người luôn luôn bên cạnh tôi nè. Đó là vợ của tôi. Em luôn bên mình. Ừ. Nhưng trong trường hợp này mình quá đáng lắm. Qua cảm ơn chị gái. Qua đây luôn. Còn tôi à. Đúng rồi chị gái. Bảo quyết định sang suốt. Luôn bên tôi đúng chưa? Đúng. Tôi bên kia. Qua luôn, qua luôn. Cảm ơn anh. Mấy người giỏi lắm. Tôi không để yên cho anh đâu. Nghe tôi kiện tới cùng. Anh à. Ôi. Mọi người chấp nhận cái sự thay đổi của xã hội. Tại sao anh không chấp nhận? Ừ, mọi người có nhất trí với tôi không? Nhất trí đó. Tự nhiên đâu vô mà dành cơm của người ta. Nghe tôi nói đây nè. Cũng là người nghèo với nhau, không đi kiếm cơm mỗi ngày. Theo tôi thấy cái hướng giải quyết nhanh nhất để mà cả hai bên vui vẻ. Chú em đưa chồng 4.8 đi. Trời ơi, cái gì vậy? Kỳ vậy? Ngang ngược. Vô lý không? Tổn thất tâm lý người ta chứ em. Trời ơi. Tiền ở đâu ra tôi bán chiếc xe này chưa đủ 1 tỷ để trả nữa. Em xém đụng xe người ta, ta hết hồn. Ta bị tổn thương tâm lý. Bây giờ nếu như mà bắt em đền 48 tỷ vậy thì mỗi người đưa ra 12 tỷ mình hùng lại mình đã. Đâu ra tôi như tôi bị lan trả vô vụ này. Trời ơi, nghèo không đâu. Mấy ngàn mua tờ vé số không có nữa, mười mấy tỷ. Đó, thấy không? Bây giờ cả xóm này là chơi với nhau gì, tôi biết cái game ở đây rồi. Bây giờ anh vẫn tiếp tục anh kiện tôi đúng không? Tôi kiện tới cùng luôn á. Tôi cho anh kiện, tôi im lặng để coi anh kiện được tới đâu. Trời ơi. Tôi cũng kiện. Ai vậy? Khách của tôi. Ai nói vậy? Làm cho khách của tôi hết hồn rồi đó. Trời ơi. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá ta ơi. Cái bà đầu tư. Bà đầu tư. Ai vậy? Trời. Nhà đầu tư. Bà đầu tư. Ê bà này bà đi ngựa tới hả bà? Chào bà. Vâng, lời nói đầu tiên xin chào tất cả mọi người. Xin chào bà. Chào ông Thủ trưởng. Chào bà. Vâng, mọi người mặt ngơ ngác quá. Tôi xin tự giới thiệu với mọi người. Tôi tên là Olala Sakura Cuba. Bà nói bà tên là Sà Bông Cuba đó. Gì Cuba? Sakura Cuba. Tôi ở bên Nhật, ở bên mới về. Tôi về đây với một tầm nhìn xa trong rộng trên 10 km.
Tôi là một người có xu hướng đi trước thời đại, nắm đầu mọi người, dẫn đầu đi trước luôn, hiểu không? Cho nên là tôi đến đây bởi vì tôi muốn cho cái khu dân cư này an cư tạo nghiệp. Tạo nghiệp hả? Tạo nghiệp á? Gì ghê vậy? Lạc, cư lạc nghiệp. Lạc nghiệp đó, cái từ đó. À, mọi người biết không, tôi đến đây để tham quan mọi người, xem cuộc sống của mọi người thế nào. Dạ chút xíu nữa tôi sẽ đưa bà đi xe tham quan liền. Mình về nhà, mình dọn dẹp cái khu này mình xíu đi. À, tôi sẽ giới thiệu với bà gần nhất đi nha. Dạ. Có một đôi vợ chồng rất là thân thiện với hàng xóm xung quanh. Vâng. Họ bán nước mía nhiều năm rồi. Đây, bà có thể qua đây xem à. Mình ơi. Ơi. Mình à, mình có thể lấy cho em cây mía dài 100 mét, em để trong cái thùng màu đỏ, bán kính 50 mét được không? Em biết là cực lắm, nhưng mình có thể giúp em được chăng? Mình ơi, anh đã lấy cây mía dài 100 mét, anh chặt ra còn 1 mét mà thôi. Mình ơi, mình ơi, chúng ta sẽ lấy tất cả mía của chúng ta ra, ép thành nước, và chúng ta sẽ mời tất cả mọi người trong khu phố này, và thậm chí cả khu phố kế bên nữa, để ai nấy cũng đều được uống nước mía của chúng ta, mà chúng ta không cần lấy tiền, chỉ là muốn cho mọi người có được một dòng nước mát ngọt mà thôi mình nhỉ. Mình ơi, mình nói chuyện thật là nhân văn, mình thật là tốt bụng, em thật yêu mình nhỉ. Anh cũng yêu mình nhỉ, chúng ta cùng yêu nhau, gia đình hạnh phúc. Trời ơi, dễ thương, dễ thương quá. Vợ chồng nhà này sinh hoạt rất là tự dễ thương, nhiên, nó tự nhiên không lắm có bà. Diễn xuất, không có trả bài gượng gạo gì hết. Yeah, dễ thương lắm bà. Quá. Rồi mình đi đâu nữa bây giờ ông Tổ Chuyến? Ngay gần đây thôi bà. Một cái sinh hoạt nét văn hóa rất là... À, bên đây cũng là đôi vợ chồng hả? Dạ không, được không. Họ chỉ là một cái tiệm sửa xe, và họ rất là tử tế và tốt bụng. À, tử tế, qua coi. Anh ơi, ơi, về đây bên nhau ta nói lại tình xưa. Hạnh phúc quá. Anh ơi, nãy giờ tôi làm cho anh riết mà không được. Tôi vừa sáng kiến ra một cách. Cách gì vậy? Anh chờ tôi. Hey! Trời ơi, phụ đi anh. Bây giờ em sẽ sửa nha. Cái ruột nó không vừa nên em lấy ruột thừa em thế. Trời. Anh hãy chạy cẩn thận nha. Trời ơi. Rồi xong rồi đó. Anh ơi, bao nhiêu tiền tôi trả? Ấy chết, tiền bạc gì. Anh hãy để số tiền này mà nuôi vợ, nuôi con của anh đi. Tôi thật ngưỡng mộ anh. Anh sửa xe, không luộc đồ, lại không lấy tiền. Có thể cho tôi hôn anh một cái không nào? Trời ơi, như vậy thì quý hóa quá. Ôi trời ơi, một chuyện tình vá xe thật đẹp. Người thanh niên trẻ thật là tốt bụng, tốt từ bên trong ruột thừa tốt ra. Mà cũng may mắn là anh ta vá ế chứ vá đắt thì ruột đâu vá cho đủ. Dạ, bà nói đúng ạ. Bên góc này có một em bé bán hàng cầm đồ thôi. Nhưng mà rất là yêu thương những cái người nghèo. Mình tới xem nhé ông. Bà đứng xa xa mà nhìn nè. Chị ơi, cho nó tự nhiên. Chị nhìn đi, bụng em đang đói meo, nó hớp lại rồi kìa. Chị có gì cho em ăn với? Đây, em cầm đi. Ôi trời đất ơi, ổ bánh mì như vậy mà chị chia cho em tỷ lệ 9-1, chị ăn có một. Không sao đâu, thấy chị như vậy, chị đã mập rồi, ăn nhiều cũng đâu có lợi ích gì. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, em hãy ăn đi. Nè, em ăn luôn cả phần chị đi. Em cảm ơn chị, tuy chị nhìn hốc hác, xanh xao, nhưng chị vẫn nghĩ cho em. Ôi, chị như một bà tiên giữa đời thường. Thôi, chị đi về tiệm của chị nhé. Em đổi ơn chị nha. Ôi trời ơi. Ôi, tôi biết tại sao Việt Nam có nhiều ổ gà rồi. Em qua cứu chị đây. Đó, bà hãy xem. Người ta có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 cảnh chùa. Em cứu một mình chị là bằng 2-3 người khác, là em vừa xây xong một hệ thống chùa. Chị ơi, ngồi dậy đi em cứu nè. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em tuy bé nhỏ nhưng thật mạnh mẽ. Em hãy dìu chị về bên kia được không? Dạ, đi đi chị, hướng này. Chị cảm Trời ơn ơi. Em Còn thấy không? Để quên ổ bánh mì. Anh ơi, anh gì ơi, anh thanh niên, thanh niên. Anh tốt bụng quá, tuy là anh nghèo vật chất nhưng mà cái lòng của anh nó giàu lắm á. Cho nên tôi quyết định tôi cho anh. Dạ, dạ thôi, chị hãy giữ tự trọng. Không, tôi quyết rồi, tôi phải cho hôm nay. Dạ không, em không thích chị giữ tự trọng. Anh ơi, cho 100 đô mà tự trọng chỗ nào? Cái này em lấy liền, tại chị không nói rõ. À,
Anh ơi, chúc anh có cùng một cuộc sống mới vui vẻ với 100 đô nha. Dạ, cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ đi mua bánh mì phát cho những người cơ nhở. Ôi trời ơi, tốt quá, tốt bụng quá. Dễ thương quá, mình có 100 đô mình mua thịt bò phát đi anh. Đi thôi ông. Tôi sẽ đưa bà tới xem một cái lớp học gần đây. Rồi rồi. Nhà lớp học tình thương. Đi, rất đi là lớp dễ thương. Học. Đi chơi dạ, đi con. Dạ, cảm dạ, ơn. Dạ. Trời ơi. Hôm nay cô dạy các em vần ao. Hãy đọc theo cô. A O Ao Ao. Cô mời con. Ao. Tốt lắm, cảm ơn con. Cô mời bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Tiếp theo. Ao. Giỏi. Tiếp theo. Ao. Giỏi. Bài học sinh động của lớp chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất xinh. Cô cảm ơn bà. Con. Cảm ơn bà Sakura Koba đã đến đây dự giờ. Xin cảm ơn cô giáo. Trời ơi dễ thương quá ông tổ trưởng ơi. Cái lớp học tự nhiên không có di chuyển, không có công nghiệp gì hết. Rất tự nhiên bà. Trời ơi tôi thấy ấm áp vô cùng. Bà con, mọi bà người con, ơi, bà con, mọi bà người. Bà con, bà con à, sau khi tham quan một vòng ở cái chốn này, tôi quyết định đầu tư vào khu đất này. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. À, mọi người khoan hãy vui vội. Bởi vì tôi có một điều kiện đặt ra. Nếu mà tôi đầu tư cho quý vị thì quý vị phải hợp tác với tôi á. Yes, chắc chắn là bà yên tâm. Đúng rồi, bây giờ nhìn mấy cái cây xanh ở đây vướng víu quá. Tôi xây dựng thì không có chỗ để mà mình đặt để những cái vật liệu. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đốn chặt bữa, băm nát ra hết đi. Hiểu không? Rồi tôi sẽ đầu tư ở đây. Không có hợp dân luôn hả ông? À không, ở đây tôi quyết định được hết, bạn yên tâm nha. À rồi, bây giờ tôi sẽ điều quân tới đây đốn hạ hết. Bởi vì tôi đang máu chặt cây lắm đây. Mọi người ơi, chi phí tôi sẽ chịu hết. Rồi tôi chào mọi người nha. Chúc mọi người có một cuộc sống sinh hoạt dễ thương như nãy giờ. Ấm áp lắm mọi người ơi, tôi về nha. Dễ thương lắm, dễ thương lắm. Nhanh 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 nhanh. Tạm biệt. Nghe tôi nói nè, ở đây là lo liệu sắp xếp nghe. Tôi được kêu đám cưa cây tới liền ạ. Mình ơi, cái gì? Cái gốc cây này nó gắn liền với kỷ niệm mình tự nhiên đốn vì tội nghiệp đúng quá à. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ là hồi xưa lúc tôi còn trai trẻ đó, tôi có tỏ tình bà mà bà không ưng tôi, bà ưng ông này là sao? Thôi đi. Cái chuyện gì cũng nhắc lại à. Chứ gì nữa, tôi ức mà, tôi ức mà. Quên đi, quên đi. Lý do tại sao bác không chịu tôi mà lại chịu ông đó. Bà ông mù chữ. Hả? Hiểu không? Bà viết thơ cho ông. Ông mù chữ, ông đọc không được. Bà giận, bà viết thơ qua cho tôi đọc được, tôi cưới bà luôn. Vậy thôi. Trời ơi, tôi ở vậy tôi ế luôn tới giờ. Trời ơi. Rồi con ở đâu ra vậy ba? Đây, cũng mày, cũng từ gốc cây này mà ra. Lúc ta ra đây ta yêu thương cái cây này vì những kỷ niệm. Thì lúc đó thấy con có chút xíu đỏ hỏn, không có gì để bú. Con bú cái gốc cây này, con bú mà toe cái miệng con ra luôn. Nên thấy thương quá ẵm con về nuôi cho tới bây giờ luôn đó con. Trời ơi. Thì ra cái dòng sữa mẹ đầu tiên mà con bú là từ cái cây này. Con bú cái cây mà bây giờ nó bấy luôn cái cây. Mẹ cây ơi. Trời ơi. Tôi thấy là không có được chặt cây ở đây. Ở đây cây cối đang đẹp đẽ mát mẻ vậy, tự nhiên bây giờ chặt hết làm sao được. Chặt có cái cây không mà làm gì khóc như cha chết mẹ chết ông bà. Đúng rồi đó, chặt đi chứ để ba cây này nó che hết trơn bản hiệu của tụi mình nè. Thôi đi. Cho gia đình tôi tuyệt chủng hả? Đây là mẹ tôi, mới kia là dì ba chú Tư cho thím hai của tôi đó. Mày điên hả mày? Thôi nói chung là tất cả những cây đây đều là những kỷ niệm. Tôi phản đối việc chặt cây. Phản đối. Rồi các em chặt cây đi. Chặt đây. Trời ơi chặt đi. Đừng đi. Chặt đi.
trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tâm hình dình giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trời đất ơi, thôi đi rồi. Mấy cái cây không mà khóc như cha chết mẹ chết vậy hả? Chứ mẹ tôi chứ gì nữa. Ông á, ông là người vô tâm lắm đó. Ông biết mấy cái cây cổ thụ này nè, nó gắn bó gì á, cả làng xóm mình của tôi với ông nữa. Vậy mà người ta kêu chặt cái ông chặt liền, không có suy nghĩ gì hết á. Cô giáo à, nó vướng dây điện rồi nó cản trở giao thông rồi đè chết người ta, khổ lắm. Mình muốn xã hội phát triển phải thay đổi chút xíu chứ. Dưới thì mình chặt bớt nhánh, chứ bây giờ ông coi ngày nắng từ trên trời đổ xuống, tia UV, tia cực tím tát thẳng vô cái sự mà xuân sắc của tôi, thì còn gì cái mặt cô gái còn xuân nữa chứ còn gì nữa. Với lại á, cây nó mất hết rồi, biết bao nhiêu sinh hoạt đâu còn dựa vào cây, làm sao mà tôi có thể phơi cái quần xà lọn của tôi trên đó nữa. Cái gì? Gì? Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi nói là chặt cây rồi là không có phơi quần xà lọn trên đó được. Cái quần xà lọn? Cái gì vậy? Trời. Hả? Trời ơi. Gì vậy? Phải cái này không? Trời ơi. Phải không? Sao không có quần xà lọn của tôi? Đó cơ, bữa tôi đang ngồi tôi cưa cây có cà két. Tôi nghe cái bẹp trên đầu của tôi. Tôi rờ xuống trời đó cơ, nguyên cái quần xà lọn. Tôi tưởng là thần linh, tôi cưa cây là thần linh động lòng, ông cho tôi cái quần. Tôi đem về tôi cầu khấn, tôi ôm ấp vào lòng mà thì ra cái quần của ông. Đàn ông con trai gì mặc cái quần màu hồng có thiêu quy con chim quạ mi. Tào lao. Người ta theo cái gì kệ người ta. Ý kiến ý cò. Ông tổ trưởng thấy không, ông tổ trưởng? Chặt cây làm chi? Bây giờ tới đây không còn một cái bóng mát nào ở đây hết. Trống vắng tiêu điều. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cõi buồn. Lá rơi, lá rơi. Rồi khi em đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm. Thôi. Tôi nói nghe nè, bây giờ có khóc lóc cách mấy thì con không níu kéo được cái gì nữa hết trơn á. Thôi vậy thôi. Buồn thì phải cho người ta khóc. Cái gì vậy? Trời ơi, té quá vậy. Té một cái không ai đỡ luôn. Sao vậy? Chuyện gì mà gõ kẽn gõ chuông? Có chuyện nghiêm trọng rồi mọi người ơi, Chuyện gì? Sớm mình sao? Mọi người nhớ con Phèn không? Con Phèn. Con Phèn con của ông Đường, nó là hoa hậu rồi. Cái gì? Hoa hậu? Hoa hậu hả? Đúng rồi. Trời hoa hậu gì? Nó đâu? Nó là hoa hậu quốc tế. Đây nè, báo có đăng nè. Ông vợ bao kia gà đi, xem ở trong có gì. Nó đăng tâm hình con Phèn ở xóm mình đây. Nó đâu qua hậu quốc tế rồi, trở về nó thăm làng quê. Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Bà hát gì qua hậu quốc tế là cái gì? Qua hậu quốc tế là qua hậu quốc tế đó. Trời đất ơi. Cảm ơn nghe. Bà hát không có ép văn ép dần một chút xíu nào luôn đó. Nghe chữ nào rõ chữ đó luôn á. Đúng rồi. Nó là hoa hậu thiệt hả? Nó đang về kìa. Trời ơi, nó đầu ngõ kìa bà cô. Trời ơi. Đẹp quá. Trời ơi, con Phèn ơi. Đẹp quá trời ơi. Nè. Bà chủ nước miếng lên kìa, bà chủ nước miếng lên đi. Cái đập nó hết rồi nè bà con ơi. Ê. Đẹp quá. Làm gì Vinh? Làm gì vậy? Hào quang. Hào quang gì hào quang? Cái thao giặt đồ của Hào quang du viên của mày. Sao trời nó đẹp quá con đẹp ơi. Đẹp quá con à. Ơi. Mày là hoa hậu thiệt rồi hả con? Trời ơi. Phèn dạ. Ơi, dạo này con còn Phèn không Phèn? Dạ, mọi người đừng có gọi con tên Phèn nữa. Chứ tên gì? Phèn là tên ba má con gọi thôi. Hoa hậu thần thái đi sợ luôn ấy. Trời ơi. Nhưng mà công nhận nha, cái hoa hậu này là hoa hậu tốt nè, đặt đăng quang hoa hậu xong rồi về thăm bà con nè, hay quá. Con về con thăm mọi người đúng không con? Đúng con. Dạ đúng rồi. Sau khi đăng quang xong con về con thăm mọi người liền, và sẵn tiện con muốn chụp một bộ ảnh để tuyên truyền về môi trường và sẵn tiện là tuyên truyền về quê mình luôn. Chụp bộ ảnh ở đâu? Sau nè. Chụp ở đâu? Con chụp ở đây. Ủa
cây đâu mất tiêu rồi. Mẹ tôi chết rồi. Thôi. Cây ở đây nè con. Đây là di ảnh, còn đây là di vật. Trời ơi. Kìa. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi, cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trời ơi. Trời đất ơi, cô giáo ơi, bà hát con bài hát hoài vậy? Tại tôi mê bài đó mà. Mê cái gì cũng có chỗ có lúc thôi. Mọi người nhớ không, hôm khu phố mình tổ chức đi vô thăm cái gì, hội nghệ sĩ Dưỡng Lão đó. Trời ơi, mấy cô mấy chú nghệ sĩ lớn tuổi mới chết, ta cần nghỉ ngơi. Bà đứng bà hát cho được thôi, hết nguyên bài mà người ta ngặt mèo lần xuống, mà cứ hát cho được thôi à. Ông tổ trưởng có không? Có chứ ai. Tại tôi mê bài hát đó quá mà. Mê đi, về nhà bài hát mình mà đi. Rồi giờ làm sao đây ông tôi tổ trưởng? Tôi ngó về cuối trời. Trời ơi. Ta mê gì mà ngán nước hả? Bây giờ không có cây cho con nhỏ nó chụp hình nè, biết làm sao bây giờ đây? Tôi dơi. Tôi dơi. Tôi dơi. Sao vậy? Đây đây. Vậy 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 nó vậy vậy. Trời ơi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện là vậy nè mọi người. Sao? Nông sản rớt giá. Không ai mua rau củ của bảy nữa. Bây giờ bảy sắp phá sản. Bảy sắp phá sản rồi hả? Thôi thôi bảy ơi, từ dưới quê chở lên đây một lần cho nó đáng. Chở có chút xíu vậy sao buôn bán gì được. Xịt đi. Sao biết người ta không chở nhiều? Ở dưới quê bảy là nguyên một nông trại nông sản, bảy trên đây là đại lý nha. Đó, ở dưới là chở lên là 10 chiếc xe tải nông sản. Đâu? Sao đó? Đâu? Đâu? Mà biết làm sao không? Sao? Chở 10 chiếc xe tải đi ngang cái đường cao tốc đó. Toàn là ổ trâu, ổ vô, ổ chó không. Coi như nha, chiếc xe chạy ngang, dấp rớt dập, dấp rớt dập, dấp rớt dập, 10 chiếc còn 1 chiếc. Trời ơi. Chết rồi. Thì còn 1 chiếc cũng được vậy. Đâu? Chiếc đó làm sao? Chiếc đó đâu? Đó chưa mà, chưa xong mà. Tưởng 1 chiếc vậy là ngon đúng không? Không. Chạy thêm một đoàn đường nữa. Thấy xa xa nguyên ổ khủng long. Mày thấy vậy, mày quyết định dùng thân mình lắp ổ khủng long. Mày lao lên mày lắp xong. Hay quá. Chiếc xe từ sau phóng tới. Trời ơi. Hay quá. Xe dấp trúng bảy, rớt dập hết luôn. Trời ơi. Bà dự à. Gom góp còn được như đây thôi đó hả? Còn một chiếc cút kiếp này thôi. Trời ơi, nó dập hết trơn nè. Thôi chết rồi, bây giờ mình phải cứu tìm bảy. Cái cách gì mình cứu bà bảy này. Thương bảy đi, thương cái tấm thân nhỏ bé này đi. Rồi bây giờ có cách làm cái gì? Giờ tính sao? Con nghĩ ra cách này rồi. Bây giờ mình không có cây để mình chụp hình thì mình chụp với nông sản để mình tuyên truyền cho chị bảy. Mà chụp hình là được lắm luôn á. Chịu không? Được không? Được. Được. Ok. Ok. Tránh cho hoa hậu chụp kìa. Ê khoan, mọi người ơi. Sao vậy? Tôi thấy chụp chị đơn điệu quá. Sao vậy? Ê mày bỏ con phèn xuống coi dính mày làm gì kỳ cục vậy? Nó nặng quá cái nhỏ này. Đó. Nó nghe nè, tôi có ý kiến vậy nghe. Sao? Không mấy bây giờ mình chụp sao mà cho cái hình nó động lên chút xíu, cho rau củ quả nó bay tưng bừng lên mới vui. Đúng rồi. Sao giờ vậy? Tôi có ý kiến nè mọi người, hay là bây giờ á mình lấy rau củ mình ném vô người qua hậu đi, lúc đó là mấy cái này nó sẽ chuyển động, nhìn nó nghệ thuật dữ lắm. Hay quá bà. Bên phải có động được rồi, chuẩn bị đi. Người ta chuẩn bị nghe. Đây nè. Lấy hết đi, lấy một tay một chân lấy hết đi. Rồi lấy đi mọi người ơi. Con gái, không có sao hết trơn hả con. Rồi, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Còn người con, cho dù có cái gì nó quăng trúng mặt mình thì con vẫn phải cười kiêu hãnh lên nghe con. Đúng rồi. Hoa hậu mà con cười lên đi con. Có nghĩa là vượt qua phong ba, cứu những người làng ta. Chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng chưa thằng kia? Rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Dừng tay lại. Khoan, con xe nè, mọi người ơi, vỗ tay cho con nhỏ đi. Hay quá, đẹp quá. Thấy không, tôi nói rau củ, trời ơi con nhỏ tím tái mặt mày luôn mà nó vẫn cười kiêu hẳn. Hay quá. Không được đâu, sao tôi thấy chụp xong nó nhìn nó tội nghiệp quá, không có được. Đúng rồi đó. Tôi thấy đây cũng là một ý kiến hay mà. Mình sẵn rồi mình thể hiện được cái sự cầu cứu của nông dân luôn. Đúng rồi đó, cảm ơn con nhiều lắm luôn nghe. Mà sao nóng quá luôn. Dọn đó kìa. Mọi người ơi.
dập thú quắc luôn á. Dọn lại đi. Mọi người mất vệ sinh quá. Quá nói nực quá không? Cái gì nữa? Dọn dẹp đi. Rồi cái này về cho heo ăn được đó nha bà Bảy. Dì Thi, Dì Thi, Dì Thi. Này, đó nghe nè. Vụ gì vậy? Em rút ra một cái là giấu vô liền nha. Cái gì vậy? Mày đi làm cái gì người ta rồi mày đưa cho chị, rồi lỡ người ta lấy dấu vân tay chị ở tù làm sao? Không phải. Không đổi. Được. Chị nghĩ cái gì vậy? Rút. Đổi tiền, đổi cho 100 đô. Thật hỏi đi mày ơi. Bị ha, nhiều người thấy mất công người ta hỏi người ta mượn tiền. Mày nha. Cái gì? Bần cùng xin đạo tặc nha. Chị nói rồi, ở cái xóm này á, mình nghèo cho sạch rách cho thơm, không có được đi ăn cắp móc túi người ta như vậy được, hiểu không? Nè nè, là... nè 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 nè. Chị ăn nói cho đàng hoàng nha. Em là nghèo nhưng mà em có uy tín nhất cái xóm này đó. Nói xin lỗi chị, em thiếu tiền người ta em nói thiếu, mặc dù em không có tiền trả rồi. Nhưng mà chưa có tâm tính mà em suy nghĩ ông đầu em xù ai hết. 100 đô này đâu có. Người ta cho cái bà mà khách đó, bà nước ngoài cái về gì? Đó. À. Cái bà người Nhật gì? Đúng rồi. Rồi vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, thì nói đại đi. Ai biết đâu nào giờ thấy bay nghèo quá tưởng là bay không có tiền. Bây giờ như vậy nè. Đổi đúng giá thị trường cho em. Không có được, đổi ít hơn chứ sao đúng giá thị trường. Trời ơi, chị ăn giọng vừa phải, chị ăn cho mập thay chị rồi giờ chị ăn trên đầu trên cổ. Bây giờ này nó muốn. Hai người đang làm gì đó? Đang đổi tiền. Đổi tiền, đang đổi tiền trong đây nè. Đổi tiền hả? Mày đứng qua đây nè, mày đổi chị mà. Nè, tôi đang đổi tiền nè. Cô biết là đang sai luật không vậy? Luật gì cha? Đổi tiền sao? Đổi tiền có giấy phép không? Có giấy phép cầm đồ, nguyên cái tiệm trong cầm đồ cho bá nè. Giấy phép cầm đồ khác, giấy phép đổi ngoại tệ khác. Kỳ vậy hả? Trời ơi, ngoại tệ bây giờ không xài được phải đem đổi ra. Chứ cầm vậy rồi sao ai mà xài? Nó nghèo mà. Mày đó nha, nghèo tội mày còn nặng hơn bả nữa đó. Cái gì kỳ vậy? Hai người hàng xóm láng giềng. Phạt đơn giản thôi. Phạt nhiêu lận? Không thôi lỡ tù chết luôn mới giận mặt đâu. Trời đất ơi. Chứ sao? Trời ơi, tôi đổi tiền bao nhiêu mà đóng cho. Giờ quen biết thôi. Tiền 120, còn nghèo 90. Trời ơi, hên dễ sợ. Có 120 mà ông làm quá, tôi tưởng đâu 200, 300, tôi sợ. Có khi lần đầu thôi, lần sau phạt lên cả triệu rồi chết luôn á. Mà nè, cái tiền phạt này là trừ vô cái tiền của bay nha. Nè bây giờ nè, bà cứ giữ cái này đi, bà đổi cho tôi. Xong rồi cái đưa 300 tiền mặt đi, tôi cho ông đi ông đóng phạt giùm. Nè nè, 300 tiền mặt đó. Nè anh tổ trưởng, gửi 300 là bao anh 90 luôn á. Ừ. Để giữ mặt hả? Gì? Thì 300. 120 triệu, 90 triệu là 210 triệu. 210 triệu. Chứ sao? Lần đầu tiên tôi nghe một cái từ 201 còn chục triệu. 210 triệu. Nhưng mà làm sao tôi có đủ 120 triệu? Thằng này nó làm gì nó đủ 90. Bây giờ sao? Bây giờ muốn đóng phạt hay là muốn ở tù? Ôi sao nghe qua như sét đánh ngang à. Tay. Ôi bà nghe xong bà xỉu ngang à. Không. Giờ sao vậy? Không, anh tổ trưởng. Anh dạ đi, thôi đi. Tổ trưởng. Anh tổ trưởng, bằng mọi cách anh phải cho em cơ hội. Phải cho cơ hội. Cơ hội cái gì? Ăn cướp kìa. Ăn cướp. Thôi, không có tiền đâu. Bắt cướp. Bắt cướp có tiền thưởng. Nhanh lên, tiền thưởng. Bắt cướp liền, nhanh lên. Nhanh lên. Ăn cướp. Ăn cướp. Ngon kìa. Ăn cướp. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đồng phạm nó là chơi nó luôn. Thôi đừng đánh người ta. Đừng đánh. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Thằng này mới đồng phạm nè. Đồng phạm luôn. Đồng phim, đồng phim. Đồng phim. Đồng phim mấy bà mấy má ơi, hung dữ quá. Trời ơi. Manh động ơi là manh động. Bây giờ tôi càng luôn chết. Đánh nhỏ dữ vậy không biết nữa à. Tôi quánh thằng nhỏ như con không đẻ vậy đó. Trời ơi. Kéo này đâu nãy nữa nè. Ôi trời ơi, diễn viên của tôi. Quay phim có xin phép chưa vậy? Dạ chưa. Phạt. Ơ khoan, chú. Tụi con là đoàn phim quay chiếu phim trên mạng, chiếu YouTube chú ơi, đoàn phim con nhỏ lắm, có 600-700 người à. Trời ơi, 600-700 người là gấp 10 lần cái xóm mình luôn á. Tụi con gì nữa? Ủa mà phim gì vậy? Phim chiếu mạng. Phim chiếu mạng hả? Chiếu mạng thì thôi, được rồi, bỏ qua. Dạ. Mấy cô mấy chú ở đây, mấy anh chị. Đoàn phim em giờ thiếu người quá, tại đoàn phim tự phát mà không mấy giờ mấy cô chú anh chị giúp em mấy vai được không? Tại em thấy mọi người diễn xuất thần quá. Ôi, ôi, ôi. Ví dụ ông Kiến nè, quay cái nào, quay. Ê, mắc cờ, bỏ chạy. Dạ. Về đi nhà anh, nói về đi. Ủa, đóng phim cái gì mà đóng phim? Anh đạo diễn, đạo diễn. Bây giờ là người ta bỏ đi hết rồi, bây giờ mình casting phim sao được đạo diễn? Mình có cast nữa không? Ê chà, căng nè. Cái sớm gì mà chảnh như sau hạng A vậy trời. Bây giờ anh nói em nghe nè, bây giờ cái đoàn phim mình bây giờ nó thiếu diễn viên quá đi. Dạ. Bây giờ em cứ cast đi.
ai tới cast nhưng mà được thì mình chọn luôn cast đại đi. Ok anh. Anh bây giờ là mình cast phim gì trước anh? Sẽ cast một bộ phim hành động giang hồ. Hành động giang hồ, bắt đầu. Ok. Khi gì vậy? Trời ơi anh, sao anh đánh em? Nó đâu? Nó nào? Tao hỏi mày nó đâu? Em không biết. Anh diễn viên trẻ, anh diễn rất là tốt, phục trang chuẩn bị rất là đầy đủ. Em ghi tên anh vô cho anh. Mày 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 quay cái gì? Tao bắn nát cái ống kính mày. Mày chưa chết hả con quỷ? Mày đâu rồi? Ra đi. Tao đây. Trời ơi, tại sao, tại sao mày lại làm như vậy? Đó là lý do của tao. Nhưng mà lý do của mày là gì? Lý do của tao chính đáng hơn lý do của mày. Nhưng mà lý do của mày là của mày, còn lý do của tao là do má tao kêu. Nhưng mà lý do của tao thì hay hơn lý do của má mày. Nhưng mà má tao có trái tim hơn má mày. Má tao sống lý trí hơn má mày. Vậy thì chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Con chần chờ gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Câu chuyện nãy giờ ai cũng hiểu hết trơn hết trọi. Mày muốn gì? Kết thúc đi. Và câu chuyện rõ như ban ngày sẽ được kết thúc tại đây. Dạ. Ôi trời ơi, tài lỡ luôn à. Hay quá. Hay quá. Qua cái câu chuyện anh thấy cái diễn xuất của em quá tốt. Hai em phải đóng phim thôi. Đóng phim hả? Phải đóng phim. Anh trộn tụi tay lắm chân bồng biết gì đóng phim. Không, em sinh ra để nổi tiếng em à. Nổi tiếng không anh? Trời ơi, cái mặt em là được lên là được người ta khen dữ lắm nha. Mặt em thần không anh? Thần lắm. Còn mặt em sao? Kỳ. Nhưng mà có duyên vậy? Em, nhưng mà có duyên. Duyên, duyên hả? Không? Mặt em có duyên lắm. Duyên lắm hả? Bây giờ ghi tên hai em này vô. Dạ dạ dạ. Ê, ghi danh nha, đóng phim nha. Vô. Đóng phim, đóng phim liền giang hồ nha. Phim giang hồ. Rồi làm tiếp ha. Rồi chưa? Xong chưa? Rồi. Dạ rồi, ở đây. Rồi xong xong. Kêu cho em ký hợp đồng cái. Ủa em? Mày ký giùm tao luôn, ký giùm tao luôn. Mày tên gì? Anh bây giờ mình cắt xong phim giang hồ rồi, mình có diễn viên rồi. Bây giờ mình đi quay luôn không anh? Không, bây giờ mình cắt tiếp một bộ phim này, tại anh thấy cái sớm này có khả năng lắm. Nữa hả anh? Bây giờ cắt một cái bộ phim với chủ đề cổ trang, tình người duyên thỏ. Tình người duyên thỏ. Cổ trang nha. Cổ trang. Cắt tiếp cho anh. Ok anh. Bắt đầu. Quý phi. Quân dương. Quý phi. Quân dương. Bồi ngồi nhìn nhau. Lòng này quặn đau. Lệ trang bờ mi. Đâu nên nói từ nay thôi hơn âm tình duyên xưa dở tàn một tiếng ban truyền cho ơi thác quan tiếc đau thân này sao người nhân tâm cha khanh bài mưu gian quân dương gây điêu tàn gian xa quân dương ta không hề nghi quan bao dân lành không thương trong lầm than dòng nước mắt rớt rơi cha tiếng cha xa dương trần dù bao cô dâu phong ba tiếng yêu xưa không rời thân gái còn chi đâu hỡi cha ơi chờ con. Hay quá. Ôi, em mới diễn một cái trích đoạn nhỏ nhỏ thôi, cái câu chuyện ngắn gọn có tên là sầu xăm thương ly biệt chiều đông gió lạnh về chia ly đôi ngã đường kẻ bắt người nam én nhạn bay về nơi đâu hết. Dạ, người cha ra đi, người con rất là đau khổ năn nỉ người chồng tha thứ, nhưng người chồng không tha thứ, người con khóc than như vậy mà người chồng vẫn không tha thứ nên người con chết theo cha. Tiểu phẩm đến đây xin hết. Dạ. Hay quá em ơi. Trời, cái này không phải là em mà là cô chú hả? Dạ, tụi tôi bán nước mía ở đây nè. Trời, cô chú,
con xin lỗi nha, có khi nào hồi nãy con nhìn không ra cô chú phải nghệ sĩ mà có hoạt động rồi phóng cô chú? Không có phải, nghệ sĩ cái gì đâu, nãy hát bậy bạ hát không có nhớ lời nữa thấy không? Không có nhớ gì đâu. Bây giờ về phim con đóng liền đi. Trời ơi được không mình? Sao? Người ta kêu mình đóng phim kìa. Trời chứ người ta cần quá thì mình giúp người ta thôi chứ. Thôi kệ, cứ coi như mình đóng bậy bạ vài cái gì đi nghe. Ghi danh ghi tên vô, ghi tên vô. Ê thôi đó nghe nè, đừng có ghi tên thiệt, tụi tôi xấu lắm. À đổi tên hả, đổi tên. Lấy cái nghệ danh gì mới mới đi. À rồi rồi. Đại Nghĩa Khả Như. Ờ ghi vô. Anh này Khả Như, chị này Đại Nghĩa. Ủa tên em đàn ông hết mà. Ờ kệ nó đi. Rồi, rồi xong em. Vô vô ngồi chờ. Hiểu phải không? Dạ cô chú ngồi chờ. Cô chú ngồi chờ. Bị đóng phim mà trời. Anh nói rồi, vô này. Cắt một cái phim cuối cho anh luôn. Phim gì anh? Cắt một cái phim tâm linh đi. Cắt liền anh. Cắt liền đi, còn thời gian mau lên. Dạ được, dạ được. Casting phim tâm linh kinh dị bắt đầu. Mọi người. Ơi trời. Gì vậy? Nhiên sớm nãy tối vậy? Em lạnh sống lưng quá anh ơi. Ơi! Sa! Trời ơi, trời ơi. Ơi các quan hồn, siêu thoát đi, siêu thoát đi. Ấy! Ơi các hiền hồn thiện dòng, nghe lời ta thỉnh, mau mau đáo chàng. Hay! Sa! Siêu thoát đi, siêu thoát đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Cương thi bị què. Trời ơi! Ba còn nhảy cà tưng mà bị nhảy dây là sao trời? Nhìn đi! Qua! Trời ơi! Trời ơi! Đổi tâm lý luôn! Mà thiếu gì? Quá! Có gì cho ăn không? Cho muối mấy. Trời ơi! Ghê quá! Đổi không? Ta lại, tại sao ta lại đây? Trời ơi vậy? Các người đối xử với ta như vậy? Trời ơi! Trời ơi! Mày ngã quỷ mày, hãy đầu thai. Trời ơi! Trời ơi! Anh đạo diễn, anh đạo diễn, ghê quá anh. Cái cảm giác cũng như là hai người này là bị ma nhập thiệt luôn anh. Ủa giờ sống hay chết vậy? Em đâu biết. Trời ơi. Mày đạp chân tao lâu quá nè. Dạ thưa, tiểu phẩm bài trừ mới tính dị đoan của hai cha con tôi xin phép được kết thúc. Trời ơi, hay quá, hay quá. Xuất quá luôn á trời. Nãy giờ là diễn xuất thôi hả? Dạ, mình giỡn thôi. Kịch bản này ai viết? Ông giỡn ngẫu hứng, hai cha con giỡn hằng ngày thôi. Trời ơi, ngẫu hứng á hả? Ừ. Diễn hay quá, có quà tặng anh nè. Trời ơi, hay quá trời. Nè, sắm cái này mới ghê nè, nó mỗi lần mà làm cái gì hai cha con giỡn là cứ chưởng vậy nè. Ghê không? Chú ơi, con cảm thấy chú. Chú đó. Chú ơi chú, mình nghiêm túc cái chú. Chú mình nghiêm túc đi chú. Ghi danh vô, ghi danh vô, ghi danh vô, tên gì ghi vô. Ủa vậy cũng được luôn hả? Ghi danh vô. Sợ quá. Vừa rồi có bộ phim ma sợ quá. Sợ quá. Gạch Đại Nghĩa Khả Như cho anh. Dạ. Ủa sao vậy anh? Diễn giả quá. Bây giờ tôi nói nghe là không cần cát nữa. Bây giờ tôi cho những người trong cái sớm mà đóng phim tôi hết luôn. Trời ơi. Hay quá. Không, bây giờ là xếp hàng từ từ, em ghi danh từng danh người. Ghi danh vô. Từng người đóng phim một phim khác nhau nha. Rồi rồi, đúng rồi, ghi danh xếp hàng nghe mọi người. Ghi danh tất cả mọi người trong sớm mà cho anh. Tất cả mọi người trong sớm. Ừ. Trừ Đại Nghĩa Khả Như. Thôi vậy thôi, ghi danh được nhiều người ghi danh đứng xếp hàng. Xếp hàng ghi danh. Đây đây đây, ghi danh. Em tên Lưu Đức Hòa. Ê, tôi ê ê đằng sau có xe chạy tới kìa. Ôi chạy ơi chạy. Nè. Chạy xe xe xe. Chạy xe chạy chạy động kìa. Trời ơi. Trời ơi, tôi chết rồi. Có sao không? Có sao không? Chạy xe vậy? Nè nè, còn thở. Có sao không vậy? Nè cái bà kia, bà đụng xe sao bà không xuống xe mà còn ngồi trong đó nữa? Bà nghe. Đâu guốc tôi đâu rồi? Làm cái gì vậy? Ở đâu? Đây nè. Trời ơi. Trời đó guốc tôi. Nó máng lên cổ hèn chi tôi mới đạp cái thắng cái ga tôi xịn. Trời quá. Ơi bà sai. Trong xe nuôi rượu không hả? Nồng nặc quá đi. Trời ơi. Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi đâu có muốn đâu, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Bà xuống mà coi người ta sao kìa. Xuống đi. Xuống sao được? Trời đi xuống xe lẹ lên. Xuống. Coi như tôi biết lỗi, tôi xin lỗi đi. Bà đi xuống xe coi người ta thế nào kìa. Đi xuống xe đi. Đi xuống xe lẹ lên. Xuống đi. Từ từ chứ, để tôi xin lỗi đi chứ ai mà muốn. Lỗi phải cái gì? Bây giờ bà không xuống á, trước sai bà cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Xuống đi. Xuống xe đi. Cái gì vậy trời ơi?
Hay quá. Tiếng còi bắt đầu cho trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã vang lên. Trời đã coi hay quá, Việt Nam ơi. Việt Nam vô địch là cái chắc rồi. Yeah. Trời ơi mọi người ơi, mấy anh vừa đá hay mà mấy anh còn đẹp trai nữa rồi, đẹp trai quá. Trời ơi, Việt Nam mà vô địch hả? Mà tôi bắt con rể tôi nha, cạo đầu liền tay. Trời ơi. Việt Nam mà vô địch, ngày mai tôi sẽ cởi đồ. Không, tôi Việt địch rồi đó, tôi tắm thôi mà. Trời ơi, này dám phải vô địch nha mấy em U23 ơi. Đừng có làm cho mấy cái cầu thủ mình bị áp lực. Nhưng mà tôi nói thiệt nghe, vô địch một cái coi ngày mai nghe. Tôi bận đồ bơi, tôi bưng bán nước mía. Nghe nói là làm. Nè, ngày mai mà anh nào tin Đức tin Hải tới chỗ em là em giảm 50%. Thôi tập trung coi kìa. Mọi người ơi, cái gì nữa, bà rút này nè. Từ đây chúng ta lại rút ra được một bài học quý báu. Bà rút ra hoài. Việt Nam của chúng ta có thể sánh vai với quốc tế về thể thao, không thua bất cứ một ai hết. Trời ơi, lùa cái gì mà như lùa dịch. Thiệt á, đưa tôi vô tôi suốt cho tức thiệt. Coi tôi đã tức không à. Đứng bên trái mà chị có bên phải. Đập cái tiền. Đây nè, mấy người nghe tôi nói nè, thấy chưa, thấy chưa? Có chuyện banh vậy không, có chuyện không được nữa. Làm như vậy là nhục, nhục, nhục màu cờ sắc áo. Trời ơi. Bởi vậy ta nói hả, cái chân ngắn thì về nhà bán rau muống với tôi đi. Mày đặt chỗ đó banh làm gì? Nghỉ ngơi đây. Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi. Cái nết của mấy người dễ sợ quá. Mới hồi nãy ai khen thằng mấy thằng nhỏ đá hay hả? Ai khen cái miệng này khen nè. Rồi ai khen mấy thằng nhỏ đẹp trai, cái miệng này chứ ai. Mà bây giờ ống lên chửi mấy thằng nhỏ à. Quá trời. Con ta đẻ ra cho chơi gì? Ta đá ăn đó là niềm vui quốc gia. Ta đá thua cái là nỗi nhục quốc thể. Nè đó, có ngon ra đá đi đó. Bình luận làm như chuyên gia hay lắm. Hay quá, vô đá đi. Mấy người phải biết á, là mấy đứa nhỏ này nè, nó bỏ ra biết bao nhiêu năm tháng, nó tập luyện, nó đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu trên sân cỏ nữa. Coi cho đã con mắt vô rồi nói người ta. Chê 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 nữa. Chị chạy hùng hục chứ châu cũng thương người ta thôi. Mọi người ơi, cái gì nữa bà cho mày rút ra này nha. Từ đây chúng ta lại rút ra được một bài học. Trên đời này có nhiều người sống lật mặt như lật bánh tráng. Cẩn thận, kẻo có ngày bị tán lật cái mặt đó. Nghe nè, cuối cùng là Việt Nam mình sau bao một năm chờ đợi cũng đã vô địch rồi. Hay quá. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cái gì nữa, mọi người ơi nữa. Rút ra nữa gì nữa bà? Đi bà đó. Vô địch rồi, Việt Nam vô địch rồi mấy đứa ơi. Vô địch rồi. Ủa? Dạ. Ai mà mặt lạ quắc vậy? Ai vậy trời? Dạ, chào các bạn. Đây là bé Ngọc. Bé Ngọc chỗ bên trong ngon lắm á. Chào mọi người đi bé Ngọc. Không biết. Trời đất ơi. Mắc cỡ, không nói được. Chứ tự tin lắm á. Trời ơi. Gì vậy trời? Cũng muốn đi đòi nợ với người ta nhưng chưa đủ tuổi. Hôm nay là đang đi giúp nhà nghèo thân mến. Nghèo gì? Nhà nghèo cho nghèo mượn tiền. Cái nghèo không trả, nghèo trốn luôn. Nghèo quá. Nghèo, 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 nghèo là con tôi. Nghèo á, nghèo á. Nghèo nào, nghèo nào? Nghèo, nghèo mượn cho dây cục điện á. Thì nghèo là tên của con của tôi nè. Không biết nghèo hả? Để Ngọc cho mượn hình nghèo đi Ngọc. Mắc cỡ cái gì cho mượn đi. Mắc cỡ nó không được. Nghèo nè. Đúng rồi. Nè. Ủa, nghèo con tôi nè. Nó mới đá banh nè, còn đá banh với mình nữa đi mà. Đúng rồi, nó đâu mất tiêu rồi, bà con thấy nó đâu không? Nghèo ơi. Nó kìa. Sao bị chết đói vậy? Xuống. Ủa, sao giống tự tử quá vậy? Dạ đúng rồi, con đi tự tử đó.
Trời ơi, tôi đoán đúng rồi ông ơi. Bà chính, bà chính, người ta tự tử bà phải buồn chứ không có vui như vậy. Hán, tôi xin lời. Trời ơi, tự tử rồi kìa. Trời ơi, nè mày ơi, đừng có làm cái chuyện dại dột nghe chưa con. Cha mày còn đây nè, mày đứng lên đó mày tự tử cái gì? Kèo, có gì từ từ nói. Mọi người đang vui mà sao tự nhiên con đi tự tử vậy con? Xuống đây từ từ nói chuyện rồi con, đừng bỏ ba con ơi. Con lỡ chơi đá banh rồi bây giờ thua nợ hết mấy chục triệu. Con mượn người ta giờ lãi mẹ, đẻ lãi con, nó đẻ đâu cả bầy rồi. Bây giờ trả không nổi nữa, chỉ còn cách chết thôi à. Trời ơi. Việt Nam thắng mà. Ủa sao mày không bắt Việt Nam? Đúng rồi, Việt Nam thắng mà. 10 năm trước rồi năm nào cũng bắt Việt Nam á, toàn thua không. Cái năm nay sợ quá mới bắt đội bên kia. Cái game năm nay Việt Nam đá hay quá, thua nữa. Trời ơi. Không nói nhiều nữa. Bác Ngọc. Ê, này là tao hết, mắc cỡ vậy mày nha mày, trả nợ mày. Ê, cái gì vậy? Ê, cuối cùng mấy người là ai vậy? Tôi xin trân trọng giới thiệu cho cả xóm này biết. Tụi tôi là đại diện cho những người đi thu tiền của tín dụng ngân hàng điện. Hey, Trời ơi. Tôi nói cho mấy người biết, mày mà không trả tiền, tao đốt nguyên cái xóm này luôn. Bình tĩnh nha. Một mình tôi thiếu thì đốt mình nhà tôi thôi. Trời ơi. Mắc gì đốt nguyên cái xóm này. Đúng rồi. Xin lỗi à, đòi nợ chứ đây là đòi nợ theo tour à. Không có đòi nợ là lẻ tẻ đâu, đòi là đòi một cục. Tại vì cả cái xóm này không chừa một mặt, ai cũng nợ tiền của tụi tao hết. Ê bậy nha, ai mà thiếu, có ai thiếu nợ gì đâu. Đúng không bé Ngọc? Nói thiệt không vậy? Điểm danh đi. Có hình luôn hả? Trên tay tôi là một kết quả vô cùng đặc biệt. Người đầu tiên sẽ đi tiếp vào dòng lao lý à. Ông Nam xỉu luôn rồi. Vậy chi mà mượn nợ cho ta. Thí sinh tiếp theo. Ghê. À kìa. À đó. Trời. Trời ơi. Nó vô giành móng ngựa. Trời ơi. Bà bán nước mía. Bà làm gì mà thiếu nợ vậy? Ủa, bà coi đi. Có hình bà luôn kìa. Mình ơi, em được vào vòng trong rồi. Cả ông nữa nè. Chúng ta đi đâu cũng có nhau, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cùng cạn. Ông già mù chữ, ông làm gì mà thiếu nợ? Hả? Ông nhìn đi nè. Mù chữ cũng vô được vòng sao? Trời ơi. Cả cái xóm này ai cũng mày đặt mắc nợ hết. Xin lỗi nha, tôi nè, tôi là có cái tiệm cầm đồ, tôi khá giả quá, mắc gì tôi mắc nợ mấy người mà... Rồi im luôn nghe. Ê đừng xỉu sập. Thôi không xỉu đâu. Một con người tôi luôn luôn ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng vẫn thiếu nợ những người khác. Trời ơi, cô giáo. Cô giáo cũng thiếu nợ nữa hả? Cô giáo. Tôi không tin nổi luôn cô giáo à. Sao, à, sao vậy? Sao mà hay dữ vậy? Tại vì tôi mượn tiền để mua mấy sách vở cho nhỏ mà. Còn tôi là bởi vì hoàn cảnh gia đình, mấy tháng trước vợ tôi nó bệnh ngặt nghèo, tôi phải đi vay nợ tôi chữa bệnh cho nó. Rồi tới khi tôi hết bệnh á, tôi đi vay tiền đặng tôi trả nợ cho ông. Trời ơi, em bị cái vấn đề. Ông ba, sao vậy? Trời ơi, còn tôi nữa, tại vì nông sản nó xuống giá, tôi bị phá sản cho nên mượn vốn á để đi mua nông sản khác về bán, chừng nào có lời thì trả. Còn tôi không hiểu sao tôi mắc nợ luôn á. Bà là bà cô nội của bà mượn. Còn có tôi là tôi hả? Thiếu nợ này là tôi kiếm tiền để tôi học ngoại ngữ Anh văn. Trời ông già, ông học tiếng Việt còn chưa xong mà. Bây giờ một là trả tiền cho tụi tôi, còn hai đốt nguyên cái xóm này cho tao. Hình như Bảo đang tới. Thì đúng rồi, mới coi đá banh xong người ta bảo đúng rồi con. Dạ là không phải. Bảo này là Bảo Tố Phong Ba đang chiếu tới kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi. Trời ơi, lên, chạy đi.
ơi, lên bờ, lên bờ, lên bờ, lên bờ. Trời ơi, trời ơi. Đưa tôi lên đây, Bình ơi. Lội nước lên. Lên đây. Lên kia, trời ơi. Em lên đây, lên nè, tôi nè, lên đây. Vô đây nè, vô đây nè. Đòi nợ, hai thằng đòi nợ lên đây. Lên đây. Trời ơi, tôi như con sứa vừa biến thơ vậy nè. Đưa tay đi đây. Ôi ơi, ủa, tụi tôi là đòi nợ mà. Kẻ xấu mà, sao giúp tụi tôi chứ vậy? Cô sao đâu, thì trong phong ba bão tố vẫn thấm đậm tình người. Ừ, nước quá à. Ôi, trời ơi, mọi người ơi, qua đây, qua đây đi, nước lắm. Nó lên nước dữ rồi. Bên đây cao hơn nè, qua đây. Mệt quá. Con sao không Nam? Sao vậy? Trời ơi, cái mới, bà nghe này. Mới mưa bão có một đêm thôi mà nước nó lên láng như vậy, như biển, như sông vậy nè. Tiền nào cũng đóng hết trơn á, đóng đủ thứ phí. Tới khi mà nước mới dâng lên một cái là thôi banh chành nhà cửa à. Đóng hết cho bà ăn giọng, trùng tu cái gì đâu. Bây giờ sao giờ ông tổ trưởng? Thì bây giờ mọi người bám trụ đi, chờ nước rút xuống mình tìm giải pháp, mình giải quyết liền. Trời ơi. Mọi người ơi. Ủa, trời ơi, bà Diệp Kiều. Trời ơi, đi đâu đây? Đi đâu? Đi đâu? Giờ ơi, 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 đâu bà lái cano bà đi được hay vậy ta? Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Mới có một thời gian không gặp thôi mà ở đây như cái cù lao nứt nổi vậy. Làm sao bà? Ông bà đó. À chết chết, tôi quên. Nhớ rồi, lần trước tôi có tới đốn mấy cái cây. Nhưng mà xui quá xui. Đốn ngay năm tuổi đó, xong rồi đốn bà nó luôn cái rừng phòng hộ của người nè, ta. Trời ơi. Cái rừng phòng hộ bà đụng vô, bà có xin phép chính quyền chưa? Đúng rồi. Trời ơi, đương nhiên là có xin rồi. Nhưng mà khổ quá, tôi xin là tôi xin gối đầu. Đốn cây thứ nhất tôi sẽ xin cây thứ hai. Chứ bây giờ nộp lên hết người ta duyệt xong, làm sao mà kịp tiến độ làm cái sinh côn, làm cái khu du lễ. Không lẽ bây giờ trời, bà chết nha bà. Ôi trời ơi, nứt không? Bà coi lại coi hả? Cái rừng phòng hộ ha, bà đốn luôn. Rồi bây giờ hả, cái sân gôn của bà nó quan trọng hơn hay cái chuyện ngập lụt bão tố của bà con đây nè, nó quan trọng hơn hả? Ừ, cái chuyện gì? Trời ơi, chuyện nào mong trời luôn à. Ôi chừng người ta dở nhà bà đó. Đúng là dân thường, lũ dân thường không có biết gì hết. Cái gì người ta làm có kế hoạch, cái có cái plan. Nếu mà mình làm sai cái plan là nó sai hết, hiểu không? Giờ bây giờ ăn bánh lăng, thôi. Bây giờ trật tự hết đi, tôi sẽ đến đây mang cho mọi người một tin tốt lành. Trời, giờ này tin tốt lành gì nữa? Tôi sẽ đem một dự án mới đến đây nữa. Tôi đến đây để thúc đẩy, nâng đỡ, thục bơm các người lên một cái tầm cao trong cuộc sống mới. Tôi sẽ xây dựng một khu chung cư hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại đây. Ủa là tụi tôi được nâng cấp á hả? Đúng rồi, ở đây sẽ được nâng cấp lên hết. Tôi sẽ trả cho các gái mỗi gái 300.000 tiền di rời. Lúc đó các bạn hãy tự dọn đi nơi khác, còn trả đất này cho tôi xây dựng. Nè nè nè, đâu có được đâu, đất đai nhà cửa tụi tôi đây. Tự nhiên bây giờ lùa tụi tôi đi rồi phát có chút xíu tiền rồi biết ăn ở đâu? Sao? Đơn giản thôi, phản ứng này tôi đã đoán trước. Cho nên các bạn có quyền không đi. Tôi đã chuẩn bị 10 chiếc xe cẩu, sẽ tấn vô từng nhà múc luôn từng người. Lúc đó không còn một móng nào với tôi đâu. Trời. Không tới các bạn lên tiếng, đất này đã là đất của tôi. Ê, bà đừng ăn lối này. Bà kia. Sao vậy? Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? Tự nhiên đâu tới đây rồi lùa tất cả mọi người đi. Ông tổ trưởng. Ông tổ trưởng. Cái chuyện động trời như vậy mà tại sao ông im lặng vậy hả? Đúng rồi. Ông nói cái gì đó? Ông nói đây. Thì làm theo bả đi. Trời. Cái gì? Trời đất ơi. Cái gì mà không được mà làm. Bây giờ không giải quyết được nữa. Sao mà không giải quyết được? Ông tổ trưởng phải giải quyết được chứ. Đúng rồi. Ông là tổ trưởng mà cái gì ông cũng giải quyết không được. Cái gì ông cũng nói là ông không biết hết. Vậy thôi ông nghỉ làm đi. Nghỉ làm đi. Nghỉ làm đi. Mọi người đừng có ép ông nữa. Sao vậy cô giáo? Ông tổ trưởng này ông không có giải quyết được gì đâu. Sao vậy cô giáo? Mọi người biết không, lúc mà bão kéo tới đó, nhà cửa sập đổ, đồ đạc bay tứ tung hết á. Tôi tìm được cái này nè, trong cái đống đổ nát nè. Mọi người biết không, ông á, ông làm được cái chức tổ trưởng tổ dân phố của mình á, là ông mua điểm, ông mua bằng cách giả đó. Trời đất ơi. Còn cái bà Sakura cô ba đó hả,
bà hứa cho ông một căn nhà ở đây nè, rồi còn đút lót đủ thứ hết, trong đây có đầy đủ đại liệu hẳn hoi nè. Cô giáo hay quá, trong bão tố vậy đó mà cô giáo vẫn vừa bơi vừa lụm được cái bằng giả của ông cha là tổ trưởng. Hay quá. Nè, ông dễ sợ quá, ông là cái đồ gian tham, đúng là rồi, cái đồ độc ác, ông là cái đồ lừa gạt tất cả mọi người. Nè, người với người sao ông cư xử ác quá vậy hả? Đúng rồi. Ông trả lại nhà tôi đi. Bây giờ vậy đó, biết rồi tôi nói luôn. Đúng rồi, tôi mua điểm giả, mua bằng cấp giả. Cái bà đó là bạn học của tôi đó, đi học nước ngoài vậy. Bây giờ bà có tiền, bà có quyền, mấy người không có đấu lại bả đâu. Trời, trời ơi, ơi. Mấy ông người ơi, mấy người ơi, đây là quyền lợi chúng ta, đất đai nhà cửa của chúng ta, đúng chưa? Chúng ta bằng mọi cách phải đòi lại đất đai nhà cửa của chúng ta. Đúng rồi. Ủa, mọi người đã bình tĩnh ra chưa? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người ơi, chuyện gì vậy nè? Qua đây. Chúng thần có tội. Về đây. Xin Ngọc Hoàng tha tội. Ta vừa trả lại phép thuật và ký ức cho các chư tiên. Vừa rồi chỉ là một phép thử, một cuộc sống ảo để các chư tiên trải nghiệm mà thôi. Dạ, thần thiếp cũng có lỗi, xin Ngọc Hoàng khai ân. Hậu à, ta phải xác nhận nàng rất là hung hăng dữ tợn. Thì thiếp bức xúc quá mà. Các khanh đã nếm trải được mùi của trần gian chưa? Dạ đã rồi. Những gì các khanh báo cáo lên đều nằm trong tình trạng từ từ giải quyết. Ta mới quyết định để cho các khanh nếm trải những sự thật và những biến cố đó, để các khanh cảm thấy rằng là những vấn đề như vậy có nên giải quyết từ từ hay là không. Đúng. Ngọc Hoàng quá sáng suốt. Ngọc Hoàng cho chúng ta nếm mùi, mà công nhận cái mùi đậm đặc thiệt. Nếm cái mùi đậm đặc đó xong, chúng ta mới hiểu được một điều rằng, muốn hiểu thấu được người dân, muốn cảm nhận được cái nỗi đau khổ của họ, thì chúng ta phải sống trong cái hoàn cảnh của họ, thì chúng ta mới hiểu được. Ngọc Hoàng quá sáng suốt. Ngọc Hoàng anh minh, anh minh. Thì ra Ngọc Hoàng đã quá phép, biến những chuyện lớn của cả nước thành những chuyện nhỏ trong một xóm nhỏ. Chỉ có như vậy thôi á mà khiến thần thiếp và các táo ở đây á, tất cả mọi người đều bức xúc đến như vậy đó. Muôn tâu Ngọc Hoàng, trải qua một cuộc bể dâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà sống muốn không nổi. Muốn gì người dân trải qua bao nhiêu mùa nước ngập nước lụt mà không phải là chỉ do xả rác, mà do chặt rừng phòng hộ, sạt lở đê bờ, thấy thương lắm Ngọc Hoàng ơi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn những vụ tai nạn do kẹt chân ga mà tông liên hoàn hết người này đến người khác, làm cho nhà nhà bức xúc. Bên cạnh đó còn có những vụ tai nạn thảm khốc như cái chuyện đi lùi trên đường cao tốc, rồi tài xế sử dụng chất kích thích ma túy mà tông hàng loạt người vô cùng thảm khốc. Thưa Ngọc Hoàng, mọi người ơi, còn tôi cầm sổ sinh tử trong tay, nhiều khi tôi chưa cầm viết tôi gạch thì tụi nó đã chạy xe nén, nó giật luôn cái viết, nó tự gạch tên trong sổ sinh tử, mà nhiều khi gạch tên nó không tức, nó còn gạch tên những người chung quanh nó nữa. Trời ơi, công bằng ở đâu chứ? Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, còn nhiều chuyện lắm mà chưa giải quyết, nào là rút ruột công trình, rồi sản phẩm kém chất lượng, tàu điện thì ngưng trệ không ai dòm ngó gì hết trơn á. Trời á, đường xá lô cốt không à, mọc lên như nấm vậy đó, dân đi khổ cực lắm Ngọc Hoàng ơi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn vấn đề thẩm mỹ viện không phải là xấu, nhưng có điều bác sĩ không có thật sự là bác sĩ có bằng cấp, chỉ mượn danh bằng cấp, mua bằng cấp để rồi đi sửa cho người ta, không có lương tâm đạo đức, sửa bơm hư. Ngọc Hoàng phải xem xét lại. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, tỳ thiếp cũng có điều muốn được bẩm báo. Thỏ Ngọc, thần đại diện cho những loài động vật, cũng muốn thông báo những điều vô cùng đau thương. Ở đây chắc có lẽ ai cũng biết, ngoài thỏ ra, chó là một loài động vật rất thân thiết với loài người, rất trung thành với loài người. Vậy mà nạn buôn bán chó, bắt nhốt chó ngày càng lộng hành. Người người mất chó, nhà nhà mất chó, từ Trung Thu tới giờ chưa kiếm được. Trời ơi. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, là động vật với nhau, Thỏ Ngọc thấy vô cùng thương xót. Nhìn tình cảnh đó, Thỏ Ngọc chỉ muốn khóc mà thôi. Hu hu. Cho người lui. Còn ai nữa nào? Dạ thưa Ngọc Hoàng, dưới trần gian còn nhan nhản những loại thức ăn, thức uống kém vệ sinh, kém chất lượng, chưa kể đến những loại thực phẩm giả,
làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn nạn bạo lực học đường, tình trạng học sinh đánh học trò, học trò đánh giáo viên, rồi giáo viên tức quá đánh ngược lại học sinh với học trò diễn ra như cơm bữa, ảnh hưởng đến tình trạng tâm sinh lý học của trẻ nhỏ. Muôn tâu Ngọc Hoàng, ngoài những chuyện đó ra thì ô nhiễm môi trường cũng trầm trọng không kém thưa Ngọc Hoàng. Ở dưới hạ giới bây giờ mỗi sáng thức dậy, người ta mở cửa ra thấy một làn sương mờ, tưởng đâu đó là sương sớm, nhưng không, đó là ô nhiễm môi trường, đó là khói bụi mù mịt. Tất cả mọi người rất là sợ ra đường, càng sợ ra đường người ta lại càng ở trong nhà, càng ở trong nhà thì càng bật máy lạnh điều hòa lên, càng bật lên thì lại càng làm ô nhiễm môi trường. Bây giờ tình hình ở dưới hạ giới rất là trầm trọng rồi thưa Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn về các hiệp sĩ đường phố thì tuy là võ nghệ cao siêu nhưng máu liều không bằng tuổi cướp. Bọn chúng đã gây ra đổ máu và thương vong cho các hiệp sĩ. Thiết nghĩ phải cần thêm an ninh trật tự để bảo vệ cho các người dân ạ. Điều ta luôn trăn trở đó là vấn đề ý thức về nạn xả rác bừa bãi. Tại sao mà bây giờ xã hội ngày càng văn minh mà ý thức của mọi người thì lại càng đi lùi? Ở những cái nơi lễ hội nè, ở những cái khu du lịch như là Sapa, Chùa Hương, Đà Lạt đều đầy rác hết. Và đặc biệt là ngay cái đêm giao thừa đó Ngọc Hoàng. Dạ, chúng thần xin đồng cảm sâu sắc với Thiên Hậu. Đặc biệt là những đêm giao thừa, rác cứ xả một cách vô tội vạ. Công nhân vệ sinh không thể nào về kịp giờ để cúng giao thừa với gia đình là bởi vì phải xử lý hàng đống rác của những người vô ý thức à. Tức ơi là tức. Tức gì vậy mình? Cái chuyện mà giữ gìn vệ sinh, không có được xả rác bừa bãi. Từ khi còn nhỏ, ấu thơ mầm non đi học đã được cô giáo dạy cho rồi. Vậy mà bây giờ cái chuyện đó lại trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Đó là do ý thức của con người ta thấp quá. Tức ơi là tức mà. Các khanh nói đúng. Muôn tâu Ngọc Hoàng, còn một vấn đề nhức nhối, đó là các công trình đang thi công và phải đưa kiểm duyệt đúng như quy định. Thôi, giao thừa sắp tới, năm cũ cũng sắp qua, mọi chuyện chúng ta nắm rõ từ nguyên do nguồn gốc. Các khanh, sang năm mới hãy cùng với muôn dân và mọi người hãy tránh xa những điều tiêu cực, tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Ngọc Hoàng ăn mừng, tạ ơn Ngọc Hoàng. Nào các chư tiên, chúng ta hãy cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp đến muôn dân đi nào. Hoan hỷ tân xuân được như ý, tài lộc thịnh vượng phước an khang, tân niên hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa phú quý lai, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm. Chúc mừng năm mới. Nào các bạn, hôm nay là sinh nhật của đại dương, chúng ta hãy hát bài sinh nhật đại dương đi nào. 2, 3, nào. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello. Chúc mừng sinh nhật đại dương. Xin cảm ơn các bạn. Là cái gì vậy? Con cái gì vậy? Con cất chiếc xe. Trời ơi, tôi hết hồn mày. Xin lỗi đi. Lại nhảy lên nè. Ui, trái. Không sao, dẹp liền tay cho ta. Dạ. Này, đem này vô luôn. Chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hồng Hài Nhi. Tính tình mình rất kỳ, tắm không có bao giờ kỳ, luôn soi mối sân si. Bạn nào mà hay kỳ thị lập tức mình bó xì. Trước mặt mình á thì phải quỳ, còn bằng không ăn ký. Lành quá chưa nói xong. Mình là Hồng Hài Nhi, rất thích ăn mì Ý. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi.
Xin dứa. Cô gái cơ bắp. À, dạ. Đã chuẩn bị đồ ăn sinh nhật cho ta chưa? Dạ có. Có một rồi. Con tiểu yêu quái. Một con tiểu yêu quái hả? Dạ. Yeah. Còn chân trời nữa. Đem vô đây cho ta. Dạ. Chuẩn bị ăn sinh nhật nha. Anh đâu không cần son phấn, xuyên thầm xinh thật xinh rất thiệt. Duyên dáng. Gì vậy bà? Bà bị bắt cóc mà vô đây bà hái tung tăng mà nha, bà hát véo von vậy. Bị không có sợ ư? Bị bắt cóc vô nhà trẻ mắc mới gì phải sợ. Trời, con nít dễ thương thấy sợ luôn. À, dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá. Con nít dễ thương quá trời luôn. Thôi đi. Em chào anh. Em chào chị. Anh chị là phụ huynh của ai? Rước em nào ạ? À? Giả trong mặt nhà nha nha. Mày có biết là mấy cái con này là 1000 tuổi rồi không? Bốn tao với con nhỏ đó là mới 10 tuổi thôi đó. Ơ Đại Dương. Con mới có 9 tuổi à? À 9 tuổi à hả? Dạ. Ta chính là Đại Dương ở đây. Mày không sợ ta đúng không? Được. Để ta cho người thấy quyền lực của ta như thế nào. Nhất đi Khoan. Sao vậy? Tên ăn thịt em hả? Đúng rồi. Thì phải để em trả cho giống trong chuyện. Trời ơi, cắt ơi. Đại Dương, Đại Dương. Nó trả rồi. À, trả lại. Đi vô đi, đi vô. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chị ơi em đây nè. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Thì ra không phải là một con mà là hai con. Được rồi, ta sẽ triệt phá đường dây của tụi ngươi. Yến Nhi, Yến Trang, hãy xem đây. Minh Tuyết cẩn thận. Cẩm ly hợp xếp. Hai người hãy nói đi. Các người là Yến Nhi, Yến Trang hay Trúc Lam, Trúc Linh, Lý Hùng, Lý Đức? Người là ai? Dạ, dạ thì em biết em là... Là... Tụi em... Là ai? Đầu lòng hai ả tố Nga. Thúy Kiều là chị. Kia là Kiều Quanh. À, em là Thúy Dân. Trời đất ơi. Tại sao Tây Du Ký mà Thúy Kiều, Thúy Dân đang chi? Đi lộn chuyện hai mẹ. Chết rồi. Không lẽ chị em mình mãi mê hái hoa bắt bướm mà chị em mình đã đi lạc sang xứ này sao? Đứng lại. Đang nói chuyện đi đâu vậy? Về xứ của em. Trời đất ơi. Về tới đâu là con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Hai con như bột ngọt để đi vòng quanh thế giới như hai con điên. Ghê. Dạ con. Ngoài hai cái con điên thị xã này, mày còn bắt được con nào nữa không? Dạ có, được. Tâm Tăng. Dạ. Không được. Ta đang giảm cân thì làm sao ăn những thứ tăng đường được. Trời ơi, đường tăng ở đây là cái tên. Tài Dương ơi, đường tăng là đường tam tạng. Cái gì? Từ trước tới giờ ta chỉ nghe đường phèn, đường thốt nốt, đường cục, làm gì mà đường tam tạng cơ. Trời đất quỷ thần ơi. Đại Dương ơi, Đại Dương. Không. Đường tăng là một cái tên chứ không phải là đường phèn, đường thốt nốt rồi đường tùm lum đó đâu. Trời đất ơi, tôi nói đường tăng chính là đồ ăn. Đúng không? Ăn đường tăng có khả năng gì không? Dạ. Đại Dương ơi. À, con nghe giang hồ đồ mới Đại Dương. Ừ. Là ăn thịt đường tăng sẽ được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Dạ. Dạ. Bắt đường tăng đây. Ok. Đưa cái dây cho ta. Lẹ lên. Suminga. Hình như có con thú gì kêu thì phải. Dạ không phải con thú mà là con nít đó thầy.
con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Thầy hãy nhìn giữa sân khấu đây, đèn phô lô đang chụp con nè, thầy ơi. Ra là con ở đây. Con là con nít à? Dạ. Sao mặt già hơn ta vậy? Thầy ơi, thầy biết không, tuy con cao to dạm dở như vậy, chứ tâm hồn của con mong manh và dễ dở lắm. Tội nghiệp dữ vậy. Bây giờ thầy không tin đúng không? Thầy thử đụng vào bờ vai nhỏ bé này của con xem. Được. Cái gì vậy? Tiếng tâm hồn con dở đó thầy. Thầy thấy con yếu đuối chưa? Con yếu đuối quá. Dạ. Chẳng ai, con tên là chi? Dạ thưa thầy, con là cậu bé thích màu hồng, ở trong căn nhà màu hồng, đội cái nơ màu hồng, mặc cái áo màu hồng và đội cái quần màu hồng. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một danh hài. Chị của con là Đông Nhi, nên ta kêu con là Hồng Hài Nhi. Cái tên của con nghe dễ thương quá. Dạ. Nhưng mà tại sao con lại bị chối ở đây? Hoàn cảnh thầy ơi. Năm 17 tuổi con đi lấy chồng. Cái gì? Không. Lộn lộn. Mẹ con đi lấy chồng. Đó rồi, cái mẹ con không may mất sớm. Rồi con phải ở với mụ dì ghẻ ác độc và hai đứa con của mụ ta. Hàng ngày họ bắt con làm đủ tất cả mọi chuyện: rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, cho gà ăn thóc, chở tóc đi bơi, chợ dơi đi dạo, chợ cáo đi thăm sở thú. Và đặc biệt là tối ngày họ bắt tôi phải chở mấy con Dung đi đẻ đó thầy. Khổ lắm thầy. Quá tàn nhẫn. Dạ. Không những vậy nha, hai mẹ con đuổi con ra khỏi phòng và tống con lên gác mái. Lúc đó hoàng tử mới mở hội, rồi ba mẹ con chụm lại xé váy của con. Ơi, tội nghiệp quá vậy. Còn sao nữa hả con? Con đau buồn và con khóc. Khóc gì kỳ vậy? Dạ tâm lý cũng bị ngược thầy. Sau khi bị ba mẹ con xé váy, con đau buồn và con khóc. Rồi con châm lửa đốt nhà hết. Kệ con, tại sao? Tại sao con lại đốt nhà? Tại vì mẹ con dạy có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Có quả mà. Mẹ con dạy có quả. Chính vì vậy con nghe lời mẹ, con nào dám đốt nhà ai. Con ăn chay niệm Phật mà. Con chỉ phun lửa vô cây xăng rồi cây xăng nổ cái đông cháy banh cái làng. Trời đất ơi, con đốt như vậy giái đầm nào chịu nổi. Vậy bây giờ đầm Ngọc Trinh 150, 160 thiếu gì thầy mua Facebook cả đống kìa. Chỉ cần mua một cái là có mặt đi dự tiệc thôi. Nói cuối cùng, tại sao con lại bị chối ở đây? Dạ mẹ cha tham sang gã bán, đời con xem như bài toán. Con bị bán qua biên giới để lấy nội tạng. Nói như vậy là con bị bắt cóc à? Dạ. Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Con ăn thịt tụi nó hết rồi. Tại sao con lại ăn thịt người ta? Có ý là thú rừng ăn thịt bọn chúng hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thầy ơi. Hả? Thầy cứu con nha thầy. Được. Thấy con tội nghiệp như vậy, ta sẽ cứu con. Dạ con. Hãy xem đi. Hey. 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 Chờ ta một chút. Trời đất ơi, ông cứu mà ông làm rần rần giống quỷ không? Trời đất ơi, thầy cầm cái gì vậy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đi cứu người là đi chém lộn kìa thầy. Nào giờ thầy chém chúng, chưa bao giờ chém lộn. Trời đất ơi, thầy ơi, liệu giải pháp này mẹ tròn con vuông không thầy? Con làm như ta là bà đẻ gì mà mẹ tròn con vuông. Ý con nói là cái liệu pháp có an toàn không vậy thầy? Con yên tâm đi, ta đã chém rất nhiều lần, ra lần nào cũng hụt. Nó bành hội, con cũng dám đưa thầy chém nữa con lại thầy. Trời ơi, hãy tập trung để thầy cứu con. Thầy ơi, thầy ơi, khoan. Xong rồi, mẹ phẻ. Xong rồi, tự cởi luôn, tự. Tại sao ta chưa chém dây lại Đức? Dạ, con tự cởi cho nó phẻ. Dạ, thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Không có chi, không có chi. Dạ. Ủa mà thầy ơi, nãy giờ nói chuyện với thầy mà con quên hỏi cái sở thú của thầy đâu rồi? Sở thú gì ta không hiểu. Ý con nói là cái con khỉ, con heo, rồi cái con sa tăng, rồi cái con ngựa của thầy đâu? Ba học trò của ta nghe tin hồ bơi Tây Trúc mở cửa phi, đã kéo nhau đi tắm miễn phí. Như vậy là ông trời đã giúp ta rồi. Con bị khùng hả con? Để cảm ơn cái sự giúp đỡ của thầy, con sẽ tặng thầy một điều ước. Con tặng ta một điều ước? Dạ, bây giờ thầy ước đi. Ta có một điều ước à? Dạ. Được, vậy thì ta ước gì? Có một bộ kinh Tây Trúc bản photo không cần công chứng. Còn lại mẹ.
Cái đó bà nội ơi, con biến con được rồi, huống gì con ước gì mà khó quá vậy. Bản gốc không có, làm gì cái bản photo. Chứ bây giờ ta phải ước như thế nào? Thôi vậy con ước giùm thầy nha. Được, tùy hỷ. Vậy con ước con sẽ ăn giùm thầy. Khoan. Dạ. Điều ước là của ta thì người ăn là ta mới đúng chứ. Ăn than thầy ăn không? Ta hả? Thầy lanh quá hà, cái này là ăn than là cái tiết mục văn nghệ. Để con giúp cho thầy, thầy đi thỉnh kinh vui hơn. Con ăn được than à? Dạ con là cái loài gì chứ không phải là loài người. Vậy bây giờ tiết mục ăn than xin phép được bắt đầu. Hay lắm, lần này ta được coi tiết mục ăn than. Wow, hoành tráng quá. Cẩn thận. Lợi hại quá. Con làm cái gì? Trời ơi, bỏ vô miệng. Hay quá. Thiệt là quá lợi hại mà. Cùng tiếp theo. Trời ơi, nuốt luôn cho thầy. Thầy ơi, thầy ăn không? Hả? Thầy ăn đi. Không, ta không ăn đâu. Thầy ăn đi ngon lắm. Không, cảm ơn, ta không ăn. Thầy ăn đi, không sao, mẹ con dạy là có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Thôi. Sao vậy? Nãy giờ ta coi con ăn than cũng đã vui lắm rồi. Vui không thầy? Ta đã cứu con. Thôi, ta đi đây. Khoan thầy. Thầy bỏ con nơi rừng sâu nước độc như thế này, rồi lỡ con gặp cọp, cáo, sư tử thì... Thì sao? Tội nghiệp tụi nó. Thầy ơi, thầy đáng lý người tội nghiệp phải là con, tại sao lại là tụi nó? Thầy có yêu động vật không? Ta yêu động vật. Vậy thầy giật con ra khỏi rừng đi, để con lột da tụi nó hết bây giờ. Nguy hiểm quá. Dạ. Vậy thì con hãy mau theo ta. Dạ. Thầy ơi, sắp ra khỏi rừng chưa? Chưa. Rừng nào mới tới? Có chạy đâu mà tới. Thôi nghỉ luôn đi. Cái gì mà tào lao quá hả thầy? Thầy thương con, thầy cõng con nha. Hãy leo lên đây. Dạ. Hai, ba. Ây da, trời ơi, nặng quá vậy. Dạ thầy. Nặng quá vậy. Dạ. Thầy ơi, tại con ăn than nên con mới nặng đó thầy. Nặng gì như trâu vậy? Sao trời sai chửi cha con? Ta chửi cha con hồi nào? Cha con là ngu Mai Dương, mà ngu Mai Dương là hãy chửi vô mặt cha con rồi. Hả? Cha con là ngu Mai Dương? Dạ. Con là con của ngu Mai Dương? Dạ. Vậy con chính là... yêu quái. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Cái gì vậy, chơi té nước qua Thái Lan chơi tự nhiên chơi bắn cho tôi vậy trời? Cám miệng yêu nghiệt, ta giả chạc bây giờ. Trời đất ơi, thầy tu gì mà ăn nói kỳ cục vậy? Ta không phải là thầy tu đường tăng, ta chính là Long Dương. Trời ơi, Long Dương tại sao không dưới biển mà lên đây làm chi? Mấy tháng nay ta thấy xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, hỏi ra mới biết chính là con tiểu yêu nhà ngươi tắc quái tắc quái. Được, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừng trị Hồng Hề nhi. Thầy ơi, con chịu thua. Xin cho một tràng pháo tay cho tiết mục hoành tráng vừa rồi. Đứng lại. Ngon lắm. Điên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem ra thử đó anh. Thay nhớ là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua em mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, vượt cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm bậy bạ vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không chạy tầm bậy. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bên đồ nó bảo hiểm nè. Dạ. Mày điên hết rồi phải không?
Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à? Xe xong sạch sẽ, sáng sủa xinh xắn, xong xuôi. Xạo xinh xuôi. Xuôi. Anh à, xe em đã rửa xong rồi. Anh đừng mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay! Anh thắng! Đừng mà! Chạy đi! Tại sao chạy tao? Chạy đi! Bây giờ tao biết ba mày nè! Chạy đi cha! Trời ơi! Nói nữa! Thôi! Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á! Tại sao tụi bay không bắt nó bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới vậy anh lấy anh chạy! Trời đất ơi! Nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ! Thì anh chạy thử thôi! Mắc mới anh chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy anh ta chạy chậm chậm thôi! Chạy vì tốc độ bàn thờ định tranh cúp Lư Hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à? Tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Cô ấy rất là xinh đẹp. Chỉ cần mỗi lần chạm vào cô ấy thôi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nóng. Nóng. Không hiểu gì hết á. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy tên là Trâm và cô ấy là một cô gái bán hoa. Ba anh đi em hôn. Mèo mèo mèo. Cổ hả? Không phải luôn. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, bông hoa, bông huệ, huệ đó hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À, thì sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Mà anh làm gì với cổ giận? Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi á, bà không chịu giá tiền. Tao ghét tao đập nguyên xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy Trâm giận tao luôn. Kỳ vậy, người ta sửa xe xong mà sao không chịu trả tiền? Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà thương mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Ta sửa xe có 5.000, ông Quốc ông 50, rồi sao người ta trả? Ủa tao nói khách, bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung á, tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao còn là nóng vội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính. Sao đánh tao? Nóng tính. Tao đâu rồi nào? Nóng tính. Đánh hoài vậy? Nóng tính. Hết nóng luôn rồi. Mình đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi. Thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à. Khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao luôn. Tao đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ. Dạ. Trâm ơi. Không có Trâm, có Sơn được không? Ngọc Sơn à. Quả Diệm Sơn.
trời ơi. Ủa anh ơi, sao anh tạc em vậy? Dừa. Sao anh tạc nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạc nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích đó được không? Nói anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày, hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao? Tôi thích thì sao? Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh, tôi đến đây đi tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Tại sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì xệ, mũi thì sữa, cầm thì đổ. Gì vậy má? Ủa anh đang nói anh hả? Mày cười cái gì? Cười khi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ vô viên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp, mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh mày có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không? Phải. Si dễ với mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Lão im đi. Hả? Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao, cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là gì ba? Là cái trí thông minh đó. Trời, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB trần. Trời. Cái BB trần đó, cái BB trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mày là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2 nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm tao đã sáng tác cho một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả Trâu? Ủa Trâm, Trâu, cái gì Trâu? Trâu hay là Trâm, Trâu hay là Trâm? Tả con Trâm. Tả con Trâm sao đem con Trâu ra tả? Tao lộn. Anh không có kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm, hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay tả con bò? À, sao tả con bò qua con Trâm, à, tả con Trâm qua con bò. Thôi đi. Tự nhiên cái tả con Trâm thành Trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao. Chẳng lẽ tao là cái phường Trâu chó? Mẹ, tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy, mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ test con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng. Nha. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha. Hồ Trâm. Anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng nãy giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? À, em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng.
Anh Thắng ơi, Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? À, bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi, chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chân đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè. Sao đi đâu cô không chịu vậy được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thấy ghét lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? À, xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Dạ như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? À, anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ em. Đi ơi. Anh nè. Thôi. Anh ơi. Sao em? Đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Thôi được rồi, để em. Em làm gì vậy? Dùng tung cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Hey. Xe. Anh ơi, xe đẹp đã tan gió tan mây rồi. Bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em thấy không, đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao em ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ. Còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, sao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ cũng hơi mỏi anh à. Sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là trăm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả. Gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Cha không còn ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu. Vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu. Nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Dường như anh khoái làm cha em hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác. Vậy thì em sẽ ăn tát. Mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. Mộ chàng đã được ở tận như lời xưa thề. Ôi! Tụi bay tính chung sống tao luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng Bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi chúng ta đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó.
với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi đúng không? Ừ. Anh Thắng, nè thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, còn đá dò lái tao thấy chưa? Bởi tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Anh, trong của Trâm là bỏ tôi hết á, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói tao rồi. Vì tương lai Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm hai, không tôi nói vậy. Thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao làm được chuyện lớn? Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu? Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện đó bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi ngày... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh tao ngủi ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Tha nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi. Tiếp theo, trái ngọc lại chúng ta. Trái ngọc lại chúng ta. Điều đặt về tay trong em có quên được câu ca. Tình yêu anh trao cho em khi xưa đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không mua tranh được đâu. Gạt nước mắt để đứa đó đi em. Em biết rằng không kia che được được nụ cười đau thương kia. Nước mắt đôi vẫn rơi vì em, vì em, vì em, vì em. Ô bày bè, ô bày bè, ô bày bè. Đừng nhìn em ngừa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu anh cũng là anh. Anh gái xưa anh còn là anh. Anh muốn quay lưng quên nó đi, quên nó đi, quên đi. Tình nhân trong anh giờ toàn là giả dối. Xin hãy là em của ngày hôm qua, xin hãy là em của ngày hôm qua. Để bỏ mặc em một mình nơi đây, dừng lại và xóa đi nhẹ kia. Thôi nghỉ đi bà ơi, thôi nghỉ đi. Cái gì mà cái tuồng này tập bao nhiêu lần rồi mà có cái này không mà hát cũng không được. Anh không hiểu em sao? Tại anh không đang nấu ăn dưới bếp thấy nhảy nhảy xuống. Trời ơi Liều ơi, bài này hay quá, đem lên đây diễn đi em. Ừ mà... thì em cho đem, lúc còn anh nói em vậy. Nói nghe nè, mà anh công nhận nha, em là em chỉ đóng hề được thôi, chứ không bao giờ mà em đóng đào được. Đóng đào nó kỳ lắm nha. Nói anh nói em nữa. Trách là trách chị Thúy Liễu kìa. Vụ gì, ngồi đây kể nghe. Trời ơi, nguyên cái đoàn ăn hát của mình nhờ bả không hà. Tự nhiên cái bả đi bả bệnh anh, bả bệnh bả ốm. Mà anh nhìn đi, trên dưới trong ngoài cái đoàn này có ai đủ sức lực, có ai đủ can đảm để đứt cái vai của chị? Có ai không? Không, có em. Em duyên quá vậy. Mà anh ơi, em thương chị Thí Liễu lắm, em lo cho chị quá trời à anh. Đêm nào em cũng cầu nguyện cho chị hết trơn á. Em cầu làm sao? Trời đất ơi, hoành tráng cái đó hả? Đêm đêm em nguyện đất trời à, cầu cho chị Liễu sụng rời tay chân. Trời đất ơi, con quỷ, mày ác vậy luôn đó hả? Không phải ác đâu, tại chị xúc phạm nghề nghiệp em. Xúc sao? Tao nói bữa đó hen, chị đang diễn cái tuồng mà Lương Sơn Bá chúc anh đài. Trời đất ơi, em mê cái tuồng nó dữ lắm. Cái em đang nấu ăn nè, đang kho cá cầm bịch muối. Trời hay quá chị ơi, hay quá chị ơi, hay quá chị ơi. À, hết luôn. Hả? Trời, mày có tâm quá vậy? Đó, vậy cái tự nhiên vậy ba chửi em. Liều ơi Liều, em nấu ăn cái kiểu gì mà mặn quá làm sao chị ăn được? Có ăn là mừng rồi, tự nhiên đi chửi em vậy nên em ghét em mới cầu vậy. Chứ thật sự em thương chị, em cầu lại nha. Cầu lại đi, cầu lại chị có tâm chút nha. Rồi, 2, 3, vô. Đêm đêm em nguyện đất trời, cầu cho chị Liều suốt đời bình an. Ừ, đó cô. Hay quá gái ơi. Ủa, em thương em chị. Anh ơi, tuồng tối nay em thuộc rồi, mà tuồng này em không có thuộc. Thôi bây giờ nói chung là cái tuồng tối nay là thuộc rồi đúng không? Dạ đúng tuồng rồi. Tuồng ngày mai là coi như bỏ cũng được, hát dạ, dở quá. Dạ rồi anh bỏ ơi nha. Trời đất ơi, hai cái đứa này. Dạ dạ dạ. Trời đất ơi, tao kêu là bắt đầu mở màn rồi mà ngồi đây mà ngồi nói chuyện mày giỡn. Tụi bay lại đi. Dạ 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 dạ. Dạ dạ con nghe. Anh hỏi em. Dạ. Em là một diễn viên phải không? Dạ phải.
Em là một người nghệ sĩ phải không? Dạ phải. Em có biết là sắp mở màn rồi không? Dạ em xin lỗi anh, tại vì em tập tuồng cho con Liều á anh. Em đừng xin lỗi anh. Anh mới là người. Cảm ơn em. Gì vậy? Trời đất ơi, tôi nói cái đoàn này từ đó đến giờ nó vắng que à. Mà từ ngày có kép Tư Bền lại đây, bà con kéo tới tôi đượm nượp. Dạ để em coi thử. Bào xạo quá, mặc bào xạo. Dạ đông quá anh ơi. Đông lắm em ơi. Dạ. Ngồi đây là thấy đông rồi phải không? Dạ. Ra ngoài còn đông dữ nữa. Vậy hả anh? Nữa ta nói trời ơi, có mấy người người ta leo hàng rào, leo tường vô. Đi coi tuồng mà làm như đi bơi ở hồ bơi gì tao quên rồi. Hồ Tây đúng không? À đúng rồi, hồ Tây. Cái gì quen quá vậy, cũng vậy cũng quên à. Dạ thôi được rồi, vậy bây giờ tụi em chuẩn bị để hát nha. Rồi. Liệu chuẩn bị chưa? Chuẩn dạ. bị. Khoan, bên. Dạ. Có một nhỏ con gái, nó vô nó đòi nó kiếm em. À chắc em của em đúng không? Em hả? Dạ dạ. Vậy anh chắc nó vô coi em hát á. Anh vô anh dẫn em, nó vô cho em giùm em nha. Rồi dạ. rồi. Chuẩn bị đi, em sắp mở màn rồi đó. Lẹ lên. Em sống rồi. Vô con. Em lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ. Anh Tư. Ủa? Anh Tư ơi anh Tư, về liền đi anh Tư. Em tới coi anh hai hát đúng không? Thì bây giờ á, em xuống em dưới em coi đi nha. Rồi lát cái gì hai anh em mà về chung. Không, em kêu anh đi về mà. Mẹ, đi về liền mẹ mệt lắm rồi anh Tư ơi. Em nghe anh nói đi. Bây giờ em về trước đi. Về trước đi nha. Anh sẽ về liền. Đi về lo cho mẹ trước đi. Đi về đi em. Anh ơi anh về liền nha. Anh biết rồi, đi về anh đi. Anh về nha. Em phải làm sao đây anh? Nếu bây giờ em về, rồi em biết anh nói với khán giả như thế nào đây? Rồi còn anh em hậu đài, vợ con họ, họ sẽ sống như thế nào đây? Em phải làm sao đây hả anh? Anh Bồng, anh đi đâu vậy? Thì ra xin lỗi bà con, rồi trả vé cho người ta chứ sao. Anh Bồng. Xin chào toàn thể bà con. Ngày hôm nay tại đoàn Hương Lúa của chúng tôi sẽ diễn vở trích đoạn cực kỳ nổi tiếng, đó chính là vở trích đoạn Trăm Hoa Mai. Và đặc biệt hơn cái sự góp mặt của anh chàng nghệ sĩ rất là được yêu mến, đó chính là anh chàng Kép Tư Bền. Nhưng mà ngày hôm nay có một trục trặc nhỏ thưa bà con à. Đó là Kép Tư Bền sẽ phục vụ bà con cái tiết mục bà con yêu thích nhất. Thương xót cho thân qua đắng cay khóe mi lệ sầu, bao nhiêu tháng năm mong chờ mà giờ này chỉ ta lẻ loi. Trong đêm pháo hoa đồng phòng mà chàng đành nhẫn tâm làm ngơ, ngơ. Cung đàn dương triều uy quyền công chúa, biết bao nhiêu người thầm mong theo gõ chân ta. Trái tim xuyến sao trong lòng chàng hào trình vũ quay hùng anh. Nhưng bao bao dòng thương sâu, đời hồng đào phải mang sầu đau. Mama ơi, mama ơi, mama. Có mama. Trong cung trên dưới kêu ta là bành ma ma, ta đây đẹp trùm nhân thế nào ai sánh bằng. Cầm trong tay biết bao uy quyền nào ai dám cái ta. Chỉ là bành ma ma. Công chúa. Trời đất ơi, làm cái gì mà té lên té xuống vậy ma ma? Trời đất ơi, ta nói hoàn cảnh công chúa ơi. Tôi nói dạo gần đây trong cung không hiểu có chuyện gì xảy ra mà hoàng cung lại tuyển cuộc thi nét top phi tần mà con nào con nấy chân nó dài tới nách vậy hả? Mà thấy mình già rồi, sợ đuổi khỏi hoàng cung nên mới đóng đôi guốc cho cao như vậy để bằng nó. Thấy mà thông minh không hả? Trời ơi, mama thông minh thiệt. Nhưng mà làm cái gì mà xanh đỏ tím vàng lẹ lẹt vậy mama? Vậy nó mới nổi, mới chặt chém được mấy con cung nữ trong cung. Mama thiệt là dễ sợ. Nhưng mà ta thích, hôm nào làm cho ta một đôi với nha. Sao, có chuyện gì mà kêu giật ngược vậy công chúa? Ta nói đang tắm cho hoàng thái tử ở trong đó đó, cái công chúa kêu cái cái ta hết hồn, ta sát nguyên cục salon như mắt thái tử rồi. Trời đất ơi, rồi mắt thái tử có sao không? Không biết có sao không mà dở ra mắt thái tử đục ngầu. Trời ơi,
ơi, chết thái tử rồi mama ơi. Không sao, không sao. Mới nhỏ thuốc nhỏ mắt cho ảnh, ảnh đang bú ngủ ở trong đó. Mama không có cẩn thận gì hết hả? Sao, có chuyện gì mà kêu giật ngược vậy? Kể ta nghe coi. Mama ơi, mama nhìn sắc diện của ta đi. Đâu, quay qua đây coi. Trời ơi, vẫn mập như ngày nào thôi, có gì đâu. Mama kỳ quá à. Không có phải, mama nhìn kỹ đi. Nhìn sao nè? Da vàng như mít nghệ. Mắt xanh như tàu lá. Trời. Môi thâm tựa bồ quân. Mới ngày nào, mấy ngày nào công chúa như đó qua mới nở. Sao bây giờ vườn trái cây nó xuống quá vậy? Tại vì trái cây không có ngâm quá chết. Có chuyện gì kể ta nghe nha. Ta buồn lắm mama ơi. Sao mà buồn? Ta buồn dữ lắm. Công chúa, kể từ lúc công chúa còn thơ ấu, mama đã theo người để về hầu hạ sớm hôm. Những lúc mà công chúa vui há á á thì mama cũng vui lầy. Còn những lúc mà công chúa buồn á thì mama này cũng buồn đứt bạc bạc ruột. Công chúa, có chuyện gì kể ta nghe đi nè. Nha, con gái kể ta nghe đi. Ta sẽ kể cho mama nghe chuyện này. Nhưng mà mama hứa không có được nói cho ai biết. Thì có nói chuyện như xúc phạm người ta vậy hà. Con ở với mama từ nhỏ tới lớn có thấy khi nào mama nhiều chuyện đâu. Như cái vụ mà cái con cung nữ gì mà cái con cung nữ gì mất tích 3 ngày đó, đi chụp hình ở cung bên cạnh nè. Dạ. Rồi đó cô dễ sợ lắm, đùng một cái nó bán thân 100 lượng vàng ở bên cung bên cạnh. Cái đường dây này là do ông Bàn Thái Sư cầm đầu. Ta nói sáng sớm sau là hoàng thượng chặt đầu ông Bàn Thái Sư luôn rồi. Trời ơi, cái quân nào nhiều chuyện vậy mama? Ai biết, tao có biết đâu. Ta kể một mình con mẹ nhà bếp mà sáng nguyên cả cung biết hả? Con quỷ nhà bếp nó nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy đó. Mama kỳ quá à. Trời đất ơi. Mama không có được như vậy nha. Rồi. Sao, có chuyện gì kể ta nghe nha. Mà thôi, ta không kể đâu mama, nhiều chuyện lắm, ta không kể đâu. Bây giờ kể không? Không. Một kể không? Không. Hai kể không? Không. Ba kể không? Không. Kể không? Cứu mạng, cứu mạng đi, cứu mạng đi. Trời ơi, cứu mạng đi. Mama ở dơ không tắm hả? Không, nghe chuyện mà không nghe tường tầng nó ngứa quá. Công chúa ơi, kể đi, không ta chết bây giờ. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Kể đi. Được rồi, ta kể. Hết rồi nè, thấy ghê không? Sao, có chuyện gì kể ta nghe nè. Chuyện là... Anh Tư ơi, chú ơi, cho con gặp anh Tư, con gấp đi chú. Con có chuyện gấp lắm chú ơi. Anh Tư của con đang diễn mà, con đợi chút xíu đi, hãy vô. Công chúa nè, ta nhớ là hôm qua ta có vô vườn mì hái một ít mận. Rồi, bây giờ công chúa đây nha. Rồi ta ra liền. Ta nha con, không sao, bình tĩnh. Mama đi rồi, ta đây ta biết nói gì đây. Mama ơi, mama. Anh Tư ơi, mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ mất rồi. Em nói cái gì vậy? Nói lại anh muốn nghe một lần nữa coi. Trời đất, công chúa. Thiệt luôn đó. Sao đành không con ơi, có gì kể ta nghe. Con không nghe mặt đề qua. Ta mới vô trong này, bà ngoài đây. Con thóc như con khùng, con có tâm sự gì kể liền ta nghe. Nói đi con, tình trạng của ta. Nhớ anh muốn khóc, nhớ anh muốn chết. Nhớ anh người ơi, nhớ anh hết hồn. Nhớ anh điên người, tình quân ơi tình quân. Nên cái gì vậy trời? Cái gì mới vô trong trọng mà đây khóc tru khóc tréo? Sao, có chuyện gì kể ta nghe nha. Kể nghe nè, bình thường không có gì kể. Nhưng mà mama kể. Chuyện của Hào Trình. Hào Trình sao? Từ lúc cưới con về cái Hào Trình im lặng à. Trời đất, tưởng chuyện về chứ chuyện nó đơn giản quá mà. Hào Trình cưới đồng con mập như con thì đương nhiên sợ, mà sợ là im lặng là đúng rồi. Mama kỳ quá à. Không phải đâu. Mỗi lần Hào Trình im lặng á, cái Hào Trình uống rượu. Đó, đàn ông mà uống rượu lấy can đảm. Tại mập quá không dám tới gần, hiểu không? Mama không, nói sao? Con tiếng mập nữa, con đá mama xuống đây á. Nô tì có lời. Hèn chi, chàng uống rượu xong rồi chàng mới bước tới giường. Bước tới giường
bước tới giường là có chuyện rồi. À, sao nữa? Chàng bước tới giường xong rồi cái chàng leo lên giường. Cái đồ này nó hấp dẫn nè. Rồi à. Kể tiếp đi. Con cũng leo lên giường. Trời ơi, quá đã. Rồi sao nữa? Chàng nhìn con. Rồi sao nữa nè? Con cũng nhìn chàng. Kết quả sao? Xong rồi cái sập giường luôn à. Sập giường luôn à mama. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ là cái giường thứ mấy rồi? Dạ, con tính sơ sơ cũng 8 cái. Tối nay là cái thứ 9 đúng không? Dạ. Trời ơi, bình thường, bình tĩnh, không chàng có xa gì. Lánh con từ vào đó đó mama ơi. Con buồn quá, bây giờ con phải làm gì đây mama? Bây giờ con chịu không nổi đúng không? Dạ. Con chịu không nổi thì làm sao mama chịu nổi? Để ta suy nghĩ cách. Có cách gì không mama? Mama đã biết thời gian gần đây tại sao Hào Trình lại có thái độ lạnh lùng đối với công chúa. Tại sao? Bởi vì hắn đã thầm thương trộm nhớ một con ả a đầu. Ả a đầu? Đó không ai xa lạ, chính là đứa ca nhi coi túc được Tối Tử Gia đem về để hầu hạ trong cung, dự định sẽ thành hôn cùng phò mã. Nhưng nào ngờ hoàng thượng lại tác hợp mối lương duyên cho công chúa. Chính vì vậy ngày đêm hắn ôm hận vì cái cuộc tình gian dở. Trời ơi, con ả a đầu nó tên gì vậy mama? Nó tên Bạch Diễm Sương. Bạch Diễm Sương. Kể từ lúc cung son lên đèn, thầm bước theo Hào Trình. Mời hay thì ra con Bạch Diễm Sương, hai đứa trong đêm khuya. Trời ơi, trước mặt bóng chơi dời đất trời, lòng của ta gần đau. Ta đau theo. Phu lang chàng ơi, sao nỡ phú phàng, để nát tan tâm càng xa rời. Công chúa thấy chưa, đàn ông trên đời dễ gì mà tin được. Mới cưới vợ về nó đã bỏ chèo queo. Cưới rồi chỉ nhậu, nhậu xong rồi xỉn. Canh vàng lá ngọc nó cũng không coi trọng, mà chỉ khoái lang bang với cái phận cỏ hèn. Cục vàng trong tay nó tưởng là cục đất. Cục đất ngoài đường mà nó tưởng là kim cương mà trời ơi. Thôi đi. Hào Trình ơi, cớ sao đang tâm phú pha, vừa nghe tưởng như ngang mà gió dần. Hơi cao xanh hồng nhan nở mang đoá đài, đào xót cho lệ rơi đầu môi. Công chúa, bây giờ là mình phải tìm cách. Mình tìm cách mình hại con Bạch Diễm Sương, hiểu không? Có cách gì không mama? Bây giờ là chuẩn bị đồ nghề hết rồi. Bây giờ sẽ đánh bơm liều chết nó. Gài bơm nha. Dạ. Bây giờ chỉ cách làm bơm nha. Làm sao đây mama? Canh đi có ai không? Không có ai hết, có mình ta thôi. Đây là sợi dây màu xanh. Sợi dây màu xanh. Chéo qua sợi dây màu vàng. Chéo qua sợi dây màu vàng. Sợi dây màu vàng. Sợi dây màu vàng. Xỏ qua sợi dây màu xanh. Xỏ qua sợi dây màu xanh. Rồi, ra rồi nè. Cái gì vậy? Chữ thập, tranh theo chữ thập. Mama, mama chọc ta hoài rồi lại còn chọc nữa. Không có, nói chung là bây giờ đã chuẩn bị một trái bơm trong đống rồi. Bây giờ dặn quăng bơm nè, lại đây. Có quăng thì quăng đằng xa, đừng quăng đằng gần banh xác chúng ta nha. Nha. Ta nhớ rồi. Rồi. Ta hứa ta quăng đằng xa. Rồi nói lại coi. Ta mà quăng gần dính mặt ba ma. Thôi nghĩ luôn đi, bây giờ là chuẩn bị rồi, ngày mai là quăng bơm hay chưa? Vậy được không mama? Được con, không hả mama? Ta lo quá mama ơi. Con cứ yên tâm, mama này đã ra khăn thì chuyện gì mà không được chứ.
cá thòi lòi nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Kể nè 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 nè. Giống bà đó bà nội. Thiệt là không. Không quá. Kể lên là nghe ngóng sớm dưới làng trên, cái số hỏng trong nó chuyện bao đau. Bao đau. Bao đau. Nhiều chuyện á, bán rau gì đâu hả? Thuốc sâu rồi tùm lum. Ờ, chứ sao bà giỡn nó chiếu giỡn nè. Cái gì? Bán chiếu giỡn nè. Không hề nghe chiếu giỡn cái gì, còn theo của bà đi. Bớt bớt giùm. Cái chợ này không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu. Có cái chuyện này hú hồn nè, muốn nghe không? Chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy. Nghe vẻ, nghe che, nghe dè. Con sáu hôm qua bán cháu bị té u đầu. Thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá. Con mẹ bán cá ở đó bả nghe. Cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm. Cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên. Cái thứ vô duyên em đây ghét lắm. Em đây có tấm mà nó đồn là ở dơ. Con quỷ này bơ đơ, nó đồn là trai thẳng. Chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi, chứ kể lôi thôi. Em đây rối trí, rối trí cái mà rối trí. Nhiều chuyện vừa chưa hả? Nhiều chuyện là mà nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà. Mấy người không vui hả? Không có vui. Muốn vui hả? Chết rồi. Anh đèn lớn. Trời ơi, anh chạy hướng tới rồi. Chạy đi, anh chạy hướng tới rồi. Đứa. Muốn vui thì có vui. Chết rồi. Tụi bay làm cho vui đi. Dạ. Trời ơi, chạy đi bà con ơi. Chạy đi. Anh đèn lớn tới rồi. Chạy đi. Chạy hết đi. Chạy đi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi. Thằng kia đừng có tào lao, nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi. Tao tán cho sát mặt luôn. Tao tán cho sát mặt luôn. Vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính. Ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này. Vỗ tay cho dàn múa nền. Đủ rồi. Tụi bay lộn xộn quá. Tụi bay đâu? Dạ. Ghế đi anh Càng. Bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa? Làm. Dạ. Kéo kéo, mày hay quá. Mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát được chịu. Mày có khùng không? Mở lại. Tao hỏi mày có khùng không? Dạ không. Tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm, kêu mày làm à. Ai biết đâu xem ở đợi em lau nhà để em quen. Im. Tụi bay. Dạ. Làm. Dạ. Bơi. Quý kéo kéo. Khùng mày. Tụi bay đi kìa. Tụi bay giỡn mặt với tao à. Thu tiền. Dạ. Em không có tiền, không có tiền, không có tiền. Mọi người ơi, không có tiền mà. Trời ơi, không có tiền. Bên đây cũng không có luôn. Nói chung, bây giờ không có tiền cũng không sao. Vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây. Trời ơi, trời tòa hả? Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Tụi bay. Dạ. Dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Đại ca. Tại sao tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao? Tại sao vậy hả? Chúa ôn chúa ngục. Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò bà bây giờ. Trời ơi. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ.
Bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền xin phép được bắt đầu. Trời xin ơi. Mời bị cáo thứ nhất, bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Matador là cái gì? Buông tôi ra. Chờ má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À trời cói. Cái gì bà nói gì á? Kệ trói. Phải công nhận cái trí tưởng tượng bà phong phú ghê ha. Anh có khen. Rồi tiền tôi đâu? Ờ tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Ờ anh ăn em hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Tiền mà đâu? Tụi bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Oh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu tành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo Hường bước ra. Hả? Dạ có Hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán trang. Trang bán chiếu. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nói nghe có cần thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao dạ. Nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh dạ. Ơi. Anh ơi. Đi. Đất cái quần em thiệt rồi. Người ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi. Áo Hường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi. Cố lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán răm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Ờ không không không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Trời ơi. Hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo. Trời đất ơi em ơi. Em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nói không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á. Đã xấu mà còn sao? Đã si đa rồi sao phải hiến máu? Tôi si đa sao? Ủa em không si đa vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho ở ho gà. Trời ơi, rồi tiền anh đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu. Em về uống thuốc giùm anh đi. Không cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à, em giỡn mặt với anh à. Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy răm của em. Không được lấy răm của em. Trời ơi, đừng trả răm đi người ta đi. Trả răm đi. Trả răm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau răm. Ở đâu có rau răm thì ở đó có chân. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Trời ơi. Trời ơi chú bé ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn. Cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời nó nghe nè, nó nghe. Dạ. Hết chuyện ở vô chợ này bán răng hô, ai mua cha? Minh dữ. Xấu âm chì địa ngục, xấu lục đục gia can, xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu thôi, thôi. Dữ ơi, để sức lát thi em nha. Trời quá trang luôn, quá trang đi. Nói nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh.
Trời, em bán chợ bên kia mà em không chịu bên đó. Em qua đây một hồi, anh thu tiền em luôn đó. Ê, dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại. Kẹo kéo, nhạc. Quay. Hay quá, trời ơi. Hay quá, trời ơi. Ây dạ. Nhào lộn đã về. Tấu Hề bước lên. Chào em. Dạ chào em anh. Là dạ khoan, dạ anh nói cái tao hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ anh thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu mọi người, em tên là anh Thơ Khùng. À, Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán cung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền, em có chiếc cung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ Tình. Tình ở đây không phải là chợ Tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha, tình mẹ, tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn. Ông bà ta có câu: thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chín suối. Thôi kìa, trời ơi, thôi kìa. Thôi, đại ca, giao khùng. Ơ, Thơ Khùng, hùng đi. Em khùng nhưng em rất là khó, phải có nhạc em mới hùng nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi, thật ghê quá. Nó nghe Thơ Khùng. Dạ. Nó phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy. Dạ bún mắm đó anh. Dạ. Anh ăn gì mà hôi vậy. À bún đậu mắm tôm. Thật ghê quá ha. Thôi được rồi, đi về đi. Ờ, tụi bay trả cung thờ cho nó. Dạ, dạ, trả cung thờ cho nó. Dạ, trả cung thờ cho em. Dạ, em đi về. Ê Khùng, ê Khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ khôn gì anh. À tiền anh đâu. Dạ em quên. Nhạc cho vô cái coi. Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Ê tụi nó nói nó không có tiền rồi tao bay. Dạ. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan khoan khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa hupa. Gì? Dạ em tên Thanh. À Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh. À vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè. Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán khung thành. Vô 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 vô. Ale ale ale. Vô vô vô. Ale ale ale. Vô vô vô. Ale ale ale. Vô vô vô. Em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao? Tại sao em bán khung thành ở chợ? Rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa sao em nói cha truyền con nối mà? Dạ tại vì cha truyền con nối. Em muốn nối gì em nối à? Ở rồi mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À khung gì? Dạ khung cưỡi á. Lúc mẹ em bán mẹ em rao sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rao đi. Em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ
mẹ em giao là như vậy. Kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra mày mà kêu la chị tạc lăng axit. Nóng quá. Yeah, yeah. Thanh khùng thơ khùng duyên dáng vô cùng. Ở nó nghe nè hai con khùng. Khùng mà biết văn mùng chải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok, khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Điên quá trời ơi. Em ơi em điên quá. Anh nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền khùng đi. Á. Mày khùng. Anh khùng. Mày cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá tao khôn không giờ tao nói tao giấu hết tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người, tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao tôi hỏi mọi người ở đây, tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi, bây giờ bữa nay ai thiếu hay không đủ hốt hết đồ cho tao. Khoan. Anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ, có gì làm được làm được. Đây. Mày có đồ. Ơi, nghe. Em anh. Em anh hả? Đây, 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 lộn. Lộn. Dạ, đây, dạ, đây. Đồ đặt qua đây. Đây, đúng rồi, đừng có lấy cái này. Anh bự lắm, đừng có lấy. Thôi, đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là ở nó nghe mấy đứa dạ che mặt chỗ này xanh diễn dạ. lại náo lên. Kể từ ngày hôm nay tại khu đất này tao sẽ là người cầm trịch. Cầm trịch. Ủa là sao? Trời, sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm à giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À cầm à cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. Chứ cầm đây cầm mà cái à em biết rồi nè. Em biết rồi. À cầm độn. À cầm độn là mày độn á. Cầm gì cái gì? Cái cầm đó ta nói cái cầm gì? Cầm thú. À cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây, á, à, cầm ở đây là cầm đồ. Đồ không đâu đâu. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà rớt trong này là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi, nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi, người ta vô được chung kết á. Dạ. Người ta giải nhất á. Dạ. Thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Mời quán quân mùa 2. Chân kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua. Dạ, đang thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ ôi hạng ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không mọi người ơi, mọi người ơi đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ồ, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không, sự thật. Mùa 2 đi vô. Đi vô đây được rồi. Ồ không chào bằng miệng luôn. Quần chúng đi vô. Vô. Đồ chạy mới bỏ vét luôn. Trời ơi. Trời ơi. Giỡn gì đó đủ rồi. Tụi bay. Dạ. Làm gì vậy cha? Bỏ xuống. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu. Để anh dậy. Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có anh tiền, thấy đó, không có tiền. Cái chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán này giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này này, anh ác vừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ác vừa thôi chứ. Đọc gì vừa thôi. Bây giờ nói tụi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay
sẽ ác cho mọi người coi. Đè quay lên. Đè mày vừa phải thôi nha. Tức nước dở bờ nghe chưa? Bà con tiểu thương có sống hành võ môn trận. Dạ tiến lên em. Lập trận. Em là Long Vân. Lập trận đồ. Lập trận. Xả tiền. Giao trại xả tiền. Giỏi nhanh đi. Anh ơi. Anh ơi thất thủ rồi, thất thủ rồi. Bộ bay. Dạ. Gặp trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chọi tay em. Con quỷ phải đây. Chết đi. Báo cáo thờ khùng đi xối. Bên địch đang có cỏ xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida tử tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng rồi. Dạ. Ô lên Sida tử tướng. Đó là. Dạ. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Không sợ. Sao vậy? Đau quá. Đồ ngu. Trời đâu? Trời đâu? Lại. Cố lên. Lại. Khoan đã, khoan đã, khoan đã, khoan đã. Tui quá. Hả? Tình hình sao rồi? Quân địch đang thất thủ. Chúng ta dùng tiệt chiêu cuối đi Lưu Quân. Được rồi, tiệt chiêu cuối. Chị ngã, em đè. Lúc nào cũng kêu tôi ác. Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó, lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa, lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền kia mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán, bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng một cắc nào không? Thời gian gần đây tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắt nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi, heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tụi tôi sao? Không hề, không hề. Phải. Người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? À. Người em thì nói người anh mình ghi đê. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tận cùng. Tao ghi đê hồi nào? Mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa, tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề, làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Cốt nạn, cốt. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đồ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy? Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ đồ luôn hả? Trời ơi. Anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó. Mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi.
Ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình. Chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ Tình. Đúng rồi anh ơi, chợ Tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ai khoan đi, khoan đi. Ôi dạ, thôi cùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng không làm gì em làm anh. Trời, mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Dạ bà con ơi, em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết, không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra... Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười gọng chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Dạ. Anh nhìn lại cái này thấy Lâm thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à, cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết. Em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm thắng rồi em đã lời rồi. Em lời là nó trao huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi em chụp hình ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục này chị không có nghĩ em thi. Tất cả khán giả là gì mà tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi. Mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt. Kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được. Tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh? Tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia. Chứ nếu mà một mình làm không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên. Anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái thực phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thấy nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn là chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Cho nên anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên à. Chị Khánh Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng. Nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như như ngồi đây nè. Mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệt Hương nói đó là không phải tâm lý thi nữa. Sự nhẹ nhàng. Và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm, anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai ác. Mọi người bên Lâm đóng vai hiền. Mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền. Tại tuổi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này. Và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ. Và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người, anh hòa trộn vào trong đó mỗi người một tính cách. Nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lộc. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình.